có bị chói không? Mấy chị có thấy bị chói không? Chứ em là bị chói rồi. Đây nha mấy chị nha. Mấy chị có thấy bị chói không? Alo mấy chị, alo. Hello. Chỗ ngồi luôn rồi mấy chị, chờ em chút nha. Bao trắng trắng đi nè bà, chết cha, tới giờ like mà bịt bóng gương đâu, chết cha. Chết cha cha không sao mà bấm nút chia sẻ nha mấy tình yêu ơi. Bị chói phải không mấy chị, có bị chói không vậy mấy chị ơi, hay là em chói cái kính ta, do ánh đèn, do cái điện ngồi đây nè, chờ em chút nha mấy chị ơi. Có bị chói không mấy chị ơi, có bị chói không? Có vậy mà chưa like được. Mấy chị chuẩn bị cắm dây sạc vào đít hết đi. Chưa chưa có gọi là banh đít đâu nha. Rồi quất nè mấy chị. Quất đây. Đó, giờ kiếm không có nè, biết gì đây không? Đây là cái bao đồ của tôi mặc một lần nè mấy chị. Mấy chị hôm nay chết hết với tôi rồi. Để em quay cái camera qua đây cho đỡ chói nha mấy chị. Cho em chút anh chị quý camera ra cũng có chỗ ngồi là thiệt chứ. Nhà mà như cái bụm háng ấy. Nhiệt nhà như cái bụm háng thì không mấy chị à. Đừng la tôi nha, để tôi kiếm một cái động đỉ, một cái góc đỉ nào để tôi ngồi cho nó đàng hoàng cái ạ. Ha. Hơi chói hả? Rồi giờ tôi quay kiểu vậy là hết mút rồi đó. Rồi giờ mấy chị thấy được chưa? Còn nếu chưa thấy được là cũng biết sao thấy nữa. Ừ vậy đi, quất tiếp đi. Hậu quả tính sau, chết cha. Quên xin cái chói hơn chị Thu Kiều. Giờ sao không? Giờ em cũng biết sao nữa. Em cũng chuẩn bị chưa có xả hàng bơm được, biết sao không? Bé Lùng đi học, anh Phước đi ngủ rồi. Không có ai cắt hàng bơm được luôn. Chứ hàng bơm bây giờ đâu có nhiêu đâu, có bốn bao tải rồi mấy chị. Bốn bao tải chừng nhiêu. Bữa nay nói chung là không tặng, nhưng mà cái gì bán 10 ngàn thì 10 ngàn ha. Đây áo này chị nào, đây mấy chị yêu ơi, ngồi tức ghê, ngồi tức rụt luôn á, ngồi quá trời tức luôn. Trời em chút đi, rồi đó hả? À, ok chưa? Rồi quất cái nát cái đồng đỉ luôn. Bấm nút chia sẻ giùm cho em nha, chuẩn bị qua Tết cho mấy chị gần xong rồi nha, chuẩn bị qua Tết gần xong rồi nha. Nghe là Tết năm nay những chị mà thường nhất là những chị mà ngày nào cũng chia sẻ cho em là sẽ có một món quà bự bự, còn những chị mà chia sẻ thỉnh thoảng thì sẽ có những món quà nhỏ nhỏ đó. Em chỉ tặng cho những chị có chia sẻ livestream thôi, còn tất cả những chị không chia sẻ mà có mua đồ em vẫn không tặng. Ok, đây mấy chị ơi, áo này bán nhiêu? 10 ngàn.
dưới 75 kg áo 10.000. Nhà làm ơn làm phước như thế này, em nói cho mấy chị nghe. Nói gì định nói gì quên mẹ rồi. Em định nói cái gì mà em quên mẹ đó rồi. Đại khái là Tết rồi, cho nên thứ nhất, hàng hóa là phải đi riết riết cho em. Thứ hai, một khi hàng mà em để vô chữ sale là em không cho đổi trả. Ok, 10.000 bán cái những chị có bill ở nhà em. Chứ không có bill 10.000 mất công sẽ mai lai lại lòi bản họng. À, rồi ai chốt 10.000? Mới thấy chị Phương Thảo chốt 10.000 mà chưa biết Phương Thảo ở đâu. 10.000 của chị Phương Thảo. Phương Thảo đâu rồi? Phương Thảo tỉnh phải không? Dạ, 10.000 chốt đi. Không có một cái bịch đựng nào chốt đâu chị Thảo không? Giờ làm sao không? Giờ không biết làm sao luôn á. 10.000 của Phương Thảo tỉnh. Bấm nút chia sẻ nha mấy chị ơi. Mấy chị không bấm nút chia sẻ là một hồi em không có bán cái bao đồ mà em mặc một lần ngồi livestream đâu nha. Phương Thảo tỉnh nè. Chết mèo. 10.000 của Phương Thảo tỉnh. Không có bịch đựng hồi giờ chết mèo. Không biết sao đây nữa. Đây nè mấy chị ơi. Mấy chị đừng có hỏi có quà không có quà. Trời ơi, áo bán rẻ rồi không cho đổi trả mấy má biết sao không? Cái đợt đó tôi tặng đồ á. Cái đợt đó tôi tặng đồ xong rồi mấy má biết có trường hợp bị xảy ra không chị ơi? Cho em đổi cái đồ này lại đi. Cái này chị tặng mà em không có vừa. Chị cho em đổi em bù tiền khác cũng được. Y vậy á mấy chị. Có cái khúc đó nữa nha. 90-100 kg bộ này. Rồi xe cho mấy chị 80.000. Xe mấy chị bộ này 80.000. 90-100 kg. Chị nào 90-100 kg chốt bộ Adidas. Bộ Adidas này xe bao nhiêu? Trời ơi, bây giờ mà không có bịch bóng, không biết bịch bóng gương để ở đâu là không thể nào lên đồ sale được. Không thể nào lên đồ sale được luôn. Không có đồ bịch bị gì mà bự cho bá lửa luôn. Không, bữa giờ quất một mình một ngựa mà. Bữa giờ buổi trưa là em đều quất một mình một ngựa đó. Tại vì tối qua anh Phước không ngủ được. Anh Phước làm bill nguyên khuya rồi. Bộ này 80.000, 90-100 kg. Chị nào chốt bộ đỏ chốt lên giùm em. 90-100 kg. Chị nào chốt cái này thì chốt lên giùm em nha. Chế nào có chia sẻ hãy comment. Không chứ không có chia sẻ khỏi comment cũng được. Em dễ chịu lắm mấy chị. Tụi mẹ giờ sao ông giờ chẳng lẽ tắt livestream đi ra mua bì chứ. Mấy chị ơi mấy chị cho em 10 phút được không mấy chị. Không có số điện thoại chứ. Tức ghê tức á. Cho em 1 phút đi. Em đi kiếm cái bịch bóng mà làm sao mà. Nhà em một nuôi bịch bóng mà làm sao không có được ông. Một bao là hàng xe, một bao tải gì mà giờ bà nội cha nó không thể kiếm cho bằng được mới được. Má em đèo mơ dằn dằn bị bóng mỏ đau đầu em không biết ở luôn. Không xong chết mẹ. Trời ơi 203 mà làm sao tôi tắt được vậy ông? Ba ơi, ba lên kêu giùm anh Phước dậy ấy ba. Ba nói Phước ơi ra mua bịch giùm con một cái. Bộ đỏ của ai lấy? Chào, chào mấy chị nha. Để em coi em chốt bộ đỏ cho ai ạ? Bộ đỏ cho ai cho thầy? Ủa lộn rồi. Bộ đỏ chốt cho ai? Chốt với chị Trang Mai nè. Trang Mai 80.000 nè. Rồi. Trời ơi đây để phải kêu anh Phước dậy sợ ông mất giấc ngủ. Ông ngủ lại không được. Quần mặc một lần bán 50. Quần mặc một lần bán 50. 80 tới 88 kg vừa. 50.000 quần rin. Chị nào chốt quần rin 50.000. Chốt giùm em quần rin 50.000. Kêu anh hàng xóm mua giùm thông nó đi chở hàng cho em rồi chị. 50.000 để anh Vĩnh qua phụ Yên Lai thâu. Kêu anh Vĩnh ở nhà giùm em cái. Quá sức quậy. 50.000 quần rin 80 tới 88 kg. Chị nào chốt quần rin chốt lên giùm em ha. Xem riết bị gửi dùm. Cảm ơn chị Dung Vũ.
Chị riêng em là được rồi nha, đừng riêng thằng khác. 50 ngàn quần rin hàng sale ha. 50 ngàn quần, 50 ngàn của BB nè. BB 50 ngàn nè. BB 50 ngàn nè. Rồi lên tiếp tục nha mấy chị ơi. Cái này là cái bộ. Rồi chân váy chưa mặc một lần. Chân váy quần nha mấy chị ơi, chân váy quần size của em. Chân váy quần chưa mặc một lần bán 50 ngàn. Khi mua giùm em 3-4 kỳ với Phương Hương, view cao quá không có dám nghĩ luôn. View 200 luôn, lấy tiền bóp anh à. Rồi mấy chị ơi, chân váy quần này bán cho mấy chị. Chân váy quần bán cho mấy chị với giá 60 nghìn đi. 60 nghìn đi, 60 nghìn chân váy quần size từ 75 tới 85 kg. Hôm qua mà không biết Hải lúc cái dịp riêng không rồi. Anh Diệp anh nói gì mà em không biết luôn á. Đây nha mấy chị nha, em mua em 4 kg luôn. Chân váy quần 60 nghìn của Bùi Lưu Tường Văn nè anh. Tiền nè, sau đây nè. Nó lấy bì 26 á nha chú á. Chân váy quần của ai? Chân váy quần của ai? Ta mới thấy chân váy quần của ai không? Bùi Lưu Bùi Lưu Tường Văn chân váy quần nè. Trời ơi, tôi để từ từ con, tôi kêu con Hải Bùi Lưu. Nó quay lên các hàng bơm Bùi Lưu Tường Văn nè. Bùi Lưu Tường Văn 50 ngàn. Bùi Lưu Tường Văn 50 ngàn. Ê, mua đồ tôi đẹp lắm nha mấy má. Thiệt, mua đồ tôi là hơi bị dễ thương luôn. Nè, dễ thương không? Nè, áo mặc đúng một lần dễ thương không? Rồi, bán áo. Áo, comment giùm em áo cam 50 ngàn. Mua 4kg luôn anh. Áo cam 50 ngàn. Áo cam 50 ngàn, tình yêu ơi, áo cam 50 ngàn bán cho những chị có chia sẻ livestream. Chị nào không có chia sẻ livestream là không bán size em, 70-85kg. Comment giùm em là áo cam. Áo cam của chị Loan Lam có chia sẻ livestream bán luôn. Bán luôn. Chị Loan Lam. Chị Loan Lam 50 ngàn. Rồi tiếp tục nha. Tiếp tục, tiếp tục. Quẹo lửa mấy chị ơi. Ủa ai lấy cái áo lưới của tôi ra trời. Quẹo lửa, quẹo lửa. Em có một cái set chín tấc. Em có một cái set chín tấc mới toan chưa mặc luôn. Còn bịch bóng luôn mấy chị à. Còn bịch bóng luôn, dễ thương lắm. Rồi 200 mấy kệ mẹ nó đi. Bây giờ bán nhiêu? Bán cho mấy chị 140 ngàn. Mới toan chưa mặc, để dành chưa mặc set chín tấc. 70-80 kg. Cái này là khoảng cỡ 80-88 kg nè. Cái set này là 80-88 kg. Bán cho mấy chị nhiêu? Bán nhiều mới nói quên mất mẹ rồi. Bán 140, 140 comment giùm em xét 140 nha. Đó, em xí đầm đang mặc kaka. Bị điên ở Ngọc Tâm, tao chưa mặc lần nào mày xí gì. Xét của Phạm Hạnh rộng lắm già anh ơi. Xét này 80-88 kg. Xét 80-88 kg bán 140. Mày ngủ không? Ai đấy ngã ngủ chưa? Ngã ngủ chưa? Kiếp bóng của em dọn đâu nhớ không? Hello, set này Bích Tiền Nguyễn. Bích Tiền Nguyễn không chia sẻ livestream nha. Bích Tiền Nguyễn không chia sẻ livestream nha. Bích Tiền Nguyễn nè, rồi 5 phút, 2 phút nữa không có địa chỉ, kèm số điện thoại là xã Bill nè. Bích Tiền Nguyễn không chia sẻ livestream nha. 5 phút nữa không thấy nút chia sẻ livestream, 140 tôi sẽ xả. Không, 5 phút nữa không có địa chỉ kèm không có chia sẻ, tôi sẽ xả Bill này. Ok. Ok. Nhớ là hàng này là hàng second hand nha. Rồi tiếp tục. Hàng này là hàng tôi có cái chưa mặc, có cái mặc một lần. Lưu ý giùm tôi một cái nha. Đó. Đây nè mấy chị yêu ơi, áo. Áo này chị nào mà dưới 90-95 kg vừa. Áo ngôi sao xám bán cho mấy chị 50 ngàn. Comment giùm em áo xám 50 ngàn. Bán cho những chị có chia sẻ livestream 50 ngàn nha. Em lấy cái bao tải hàng bơm á. Anh Phước chỉ chưa? Cắt hết rồi. Mấy cái đây nè. Mấy cái hàng bán rồi em đẩy qua kia. Em đẩy ra giữa nhà nha chị. Rồi, các bao tải hàng bơm ơi. Rồi, lên tiếp tục nha. Cái nào? Ô, tự nhiên sắt quần váy tôi ra bán chi trời. Áo 50 nghìn của Nguyễn Trâm nè. Áo 50 nghìn của Nguyễn Trâm Hóc Môn là có chia sẻ livestream. Ok, Nguyễn Trâm nè. Trời ơi, mấy cái đồ này là mấy chị mua giá đúng hời luôn á.
chút xíu nữa có một nùi đầm luôn nha, có một nùi đầm luôn, mấy chị mua là hơi bị sướng luôn rồi. Đây nè mấy chị ơi, em có một cái chân váy quần trắng, ô cái này là coi như để dành mà cuối cùng bị trùng hai cái cho nên lấy ra một cái. Size này chị nào 80 tới 85 kg quốc, chân váy quần nha. Chào chào con chị Ngọc Phi Trần, đây nè mấy tình yêu ơi, chân váy quần ha. Rồi 80 tới 85 kg, chân váy quần này bán cho mấy chị nhiêu? Bán cho mấy chị 130.000 luôn. Để em ngồi em tính tiền, coi đồ yên mặc bán được nhiêu tiền, mày rảnh không? Mày 130.000 chân váy quần mới 100% luôn đó. Vậy nó phải từ từ, có nghĩa là văn phao em chụp qua là có nghĩa là em sẽ gửi. Rồi An Nhiên nè, chị An Nhiên, rồi An Nhiên ơi, inbox địa chỉ số điện thoại nha. 130.000 của An Nhiên, hai chị chưa có địa chỉ số điện thoại nè. Rồi lên tiếp tục nha, tiếp tục quẹo lửa mấy chị ơi, quẹo lửa mấy cái này là hàng coi như nó tanh bành rồi, không phải tanh bành mà hồi xưa xưởng của khác á, nhưng mà em cực kỳ thích. Hà hồi xưa là mấy cái chưa có được may riêng như giờ cho nên là cứ lấy để dành mặt, nhưng mà giờ nhìn nó tanh, ở trong nó may cái lớp chán lắm cho nên là mấy cái này là để dành một hồi là tặng cho mấy chị không có bán ha. Rồi bán cái áo Mickey trắng 50.000 dưới 90 kg cũng vừa, comment lên giùm em áo Mickey trắng 50.000 nha, vải rất là đẹp, comment lên. Đầm chị mặc 420 sale còn 350. Dạ, An Nhiên này là phải cái bà An Nhiên mà hay dịu tôi không? Áo Mickey của Phan Thị Ngọc Trâm cắt cẩn thận nha, chứ không nó lủng vô đồ. Phan Thị Ngọc Trâm dạ bán cái áo 50.000 không tiếp, mà tiếp cái bịch bóng gương nha mấy chị nha, tiếp cái bịch bóng gương. Chút nữa là tôi nổ điên lên là tôi tặng sữa rửa mặt Hàn Quốc 330.000 cho mấy chị hết. Phan Thị Ngọc Trâm có quần rin để cho em hai cái, dạ ok chị. Mickey trắng của Phan Thị Ngọc Trâm, bà nậu cha đó, kéo cái băng keo ra mà giống như kiểu móc cắt á, chặt móc kéo hay sao sờ. Phan Thị Ngọc Trâm, phải Phan Thị Ngọc Trâm không trời, từ từ đừng áo tôi, view 300 thì cũng ngầu trao với tôi đi, hấu tôi liệu tôi chữ á mấy mẹ à. Chị cứ gấp hết là bỏ gấp kìa, để tí chưa cho chị kéo cái nước qua đây hả. 50.000 của Phan Thị Ngọc Trâm 50.000, mấy chị ơi đừng có hấu em tội nghiệp. Mấy chị mua từ từ cũng được, em cũng cần view cao. Mấy chị mua từ từ nè, em có cái đầm này bán mấy chị giá giật giật mồng luôn. Nhưng mà mấy chị ơi, may lên mà mặt mới có một lần mà nó bị rớt cái cọng dây và con xưởng em nó may kỹ á chị ạ. À, nè, chưa gì hết mà nó tuột cọng dây nè mấy chị, gì à. Chỉ còn 3 mũi kim dít cọng dây lại, bán cái đầm này cho mấy chị 80 đẹp không? Trời ơi, hơi bị đẹp luôn, size 80 tới 90 kg. Đầm này, đưa bịch chưa, đưa bịch cho chị. Đầm này nè mấy chị ơi, bán cho mấy chị 80.000 luôn, bán sẽ vàng luôn. Đầm này từ 80 tới 90 kg rồi, cảm ơn anh. 80 tới 90 kg, bán cho mấy chị nhiêu? Đó, bán cho mấy chị nhiêu? Bí chảnh, tôi âu đây là cái gì? BB đầm 80.000 của BB nè. Rồi mày lấy cái bút lông hay mày lấy cái bút lông? Lấy cái bút lông hay hả? Chưa buồn tao. Lấy bút lông hay với lại một iPad của anh Phước. BB 80.000 của BB nè, vừa quốc cộng dây vô. A, à, đầm chị đẹp quá. Dạ đầm này em có bán chị. Tiếp tục nha, tiếp tục. À, có nghĩa là em chốt được cái đầu tiên là em sẽ không đọc comment những chị nha. Đây nè mấy chị, cái đầm này giờ nhỏ quá đúng không? Nhỏ quá bán 10.000 lấy tiền ship. Nhỏ quá nhưng mà dưới, nhưng mà 65-67kg vẫn vừa ha. Rồi, bán cho mấy chị 10.000 lấy tiền ship. Cái đầm này tôi mặc vừa đó mấy má. Ha, à, bán mấy chị đầm sọc 10.000. Lấy lại tiền ship chứ không có tặng mấy chị, tặng không em trả. Em trả tiền ship em lòi bản họng em. Ha, à, view cao hỏi nhiều bị rối sao biết hay vậy. Cho nên tôi không có đọc nhiều, tôi chốt cái nào là đầm 10.000 của chị Nga Nguyễn thành phố nè. Nga Nguyễn thành phố 10.000, có ai bắt chưa? Rồi để từ từ chị quăng lên cho ghi. Nga Nguyễn 10.000 thành phố, trời bán quá trời 10.000 luôn. Đó, bán quá trời 10.000 luôn. Dạ cái đầm này nè mấy chị, hồi bữa tôi bán nè, mà đi giặt ủi sao nó giặt một cái bung mẹ cái nón tôi ra nè. Rồi bây giờ bán nhiêu? 10.000. Đầm này là tôi vừa là 90 kg cũng vừa nha. Rồi bán đầm nón 10.000. Chị nào comment giùm em đầm nón 10.000. 10.000 đầm nón, comment đúng câu tôi chốt nha. Comment đúng câu đầm nón 10.000 giùm cho tôi. Ha. À,
10.000 đầm nón. Đầm nón 10.000. Đây, ghi giùm nè, Thanh Thúy. Nè Thanh Thúy. Thăm Thanh Thúy 10.000. Ghi chữ Thanh Thúy có giống nha, 10.000. Rồi tiếp tục tình yêu ơi. Áo đây hồi bữa mặc livestream một lần khách hỏi chị ơi có áo không, thì tôi trả lời rất là dễ thương. Dạ áo này có một cái duy nhất hàng xúc thôi, dễ thương lắm nha. Rồi áo này bán cho mấy chị 30.000, comment giùm em 30.000 áo trắng đen. Comment giùm em 30.000 áo trắng đen nha. Chị nào chốt áo trắng đen chốt lên giùm tôi 30.000 30.000 áo trắng đen. Tôi nói đúng nha, cái này có dấu hay không dấu nha, chứ không là kiếm loài bản hồng á. 30.000. Nay cho tụi nó chưa ngủ hồi bển nên chưa quay live phụ tao. 30.000. Em có một cái áo tập 80-90 kg, 80-90 kg. Đầm nón của chị Huệ Hoa 30.000. Có lộn đầm nón khách lấy không? Tôi đưa lại. Áo 30.000 của BB nè. Rồi tiếp tục áo tập 80-90 kg, chưa mặc một lần luôn. Rồi bán cho mấy chị nhiều, bán tới 100.000 lần mấy chị. Áo tập 80-90 kg bán nhiêu, bán tới 100.000 lần. Comment giùm em áo tập BB 30. Thấy chữ BB không? Đó không đúng rồi đó, thấy không? Không đúng chữ đó là chết đó. Đéo lên chữ BB đi. Đây bán cái xích chia, bán một cái xích chín tấc nè. Đây Phạm Hành áo này rộng lắm, mặc tuột lút luôn á. Phạm Hành áo này rộng, mặc tuột lút luôn. Áo tập của Nguyễn Như Hoa không có dấu Đà Nẵng nè, 100.000. 100.000 áo tập Nguyễn Như Hoa Đà Nẵng. Rồi bán cái xích này 80-90 kg nè. Hàng second hand nha, em nói rồi nha. Hàng mặc một lần ngồi like nha. Đây nè mấy chị ơi, xích này 80-90 kg, 80-90 kg nha mấy chị nha. Đây, rồi bán nhiêu bán cho mấy chị 80.000 xếp. Comment giùm em xếp sọc 80.000. Xếp sọc 80.000 nha mấy chị ơi. Chị nào chốt xếp sọc 80.000 chốt lên giùm em xếp sọc 80.000 với. Chốt lên giùm em xếp sọc 80.000. Nè, bán cái quần tặng cái áo dây nè. Thanh Nguyễn mẹ em mặc cái xếp sọc này không vừa đâu. Xếp chín tóc của Nguyễn Thị Trúc Linh 80.000 nè em. Nguyễn Như Hoa không có dấu, 100.000. Không có dấu. Mày đi có dấu làng hồng coi như làm lộn bill hết trơn luôn á. Quá chậm, quá chậm. Rồi qua cái sau lẹ đi, cái này lẹ ấy. Nguyễn Thị Trúc Linh có dấu. Nguyễn Thị Trúc Linh có dấu 80.000, tiếp tục khách lấy rồi. Tiếp tục khách lấy rồi nha. Em có một cái quần thể thao nè. Size của em là từ 75-90 kg vừa nha. Nhưng mà thôi, 75-85 kg thôi nha mấy chị nha. 75-85 kg. Mua cái quần thể thao này tặng cho thêm cái áo dây 100.000. Rồi, mua cái quần thể thao tặng cái áo dây 100.000. Comment giùm em. Comment lên giùm em thể thao. Mẹ chị đọc nghe hả? Như Nguyễn Như Hoa. Nguyễn Thị Trúc Linh có dấu. Thôi. Có dấu thì cứ ghi bình thường thôi. Còn không dấu là có Nguyễn, không có Thị, không có Trúc. Dù gì á. Thôi ghi cho đúng nha, ghi lệnh một cái dấu là coi như làm bill. Chết luôn á. An Nhiên 100.000 nè. An Nhiên 100.000 quăng qua. Cái này của An Nhiên quăng qua. Rồi kiểm tra chị này, Bích Tuyền Nguyễn chia sẻ rồi mà không có hiện chị ơi. Ok, Bích Tuyền Nguyễn này là gò bắp nè. Rồi đưa ra. Mấy chị muốn cỡ nào tối nay em chơi với mấy. Chút nữa em sẽ lôi đồ ra em chơi với mấy chị rụng lông luôn. Em nói thiệt luôn. Hết luôn rồi Thị. Cái đầm này có ở dưới để bữa nào chị mặc đi đi ấy. Mặc đi mổ qua tết, mặc đi mổ. Đây nè mấy chị ơi, quần riêng 80-90 kg nha. Nói chung là có cái chưa mặc luôn mấy chị. 80-90 kg bán 50.000 quần riêng.
Nè vải có giãn cực kỳ nha mấy chị nha. Quần riêng 50 ngàn bảo bịch đi. Chừng nào ai đặt là chị ghi. Quần riêng 50 ngàn. Nè. Quần riêng 50 ngàn nè. Tôi có hai bộ đồ ngủ tôi mặc hơi chật thôi. Cho nên những chị nào mà còn cỡ 75kg tôi bán cho mấy chị 20 ngàn bộ nè. Rồi tôi bán luôn hai bộ ngủ. Hai bộ ngủ từ 65kg tới to tới dưới 80kg. Bán hai bộ ngủ cho mấy chị 40. Comment giùm em hai ngủ. Hai ngủ 40 nha. Nghe nguyên rồi, đang nghe nguyên quần 50. Nghe nguyên quần 50, hai bộ ngủ. Hai bộ ngủ 40. Hai bộ ngủ 40. Bích Tiền Nguyễn nè. Hai bộ ngủ 40 của Bích Tiền nè, Bích Tiền Nguyễn không có dấu 40. Bích Tiền Nguyễn không có dấu 40. Bích Tiền Nguyễn không có dấu 40. Rồi tiếp tục nè mấy chị ơi. Đây. Đây là một cái áo hàng hàng Quảng Châu cao cấp. Chị nào mà dưới 85kg cũng vừa nha. Từ 65 tới 85kg vừa, áo mới chưa mặc mịn, mới để dành 2-3 bữa thôi nhưng mà trùng một áo. Rồi bán áo này cho mấy chị với giá 280. Bây giờ bán cho mấy chị 240. Comment giùm em áo beo 240 nha. Áo beo 240. Chị nào chốt áo beo 200 Bích Tiền Nguyễn đúng không? Có trong này không? Thấy Bích Tiền Nguyễn không? Mày trả lời lớn lớn lên lại. Mày ghi Bích Tiền Nguyễn là thấy ở trong này không? Đúng. Đưa cái bill Bích Tiền Nguyễn cho mày ghi, kiểu này tao làm bill không được luôn á. Bích, bích gì vậy? Sao Bích Tuyền, mày làm bill vậy là không có được đâu. Làm bill vậy là một hào bích nè. Chữ Tuyền mà mày ghi gì vậy hả? Bích Tuyền Nguyễn, mày làm bill kiểu này là một hào, kiếm bill làm không ra đâu. Chết luôn á. Cái gì mà em mua trước hai bộ ngủ khách lấy rồi. Áo này hàng Quảng Châu nè. Cái này là cái đầm tối hôm qua gì vậy nè. Đầm áo beo của Nguyễn Thị Tùng. Nguyễn Thị Tùng có áo beo nè. Nguyễn Thị Tùng có dấu áo beo, ghi cho đúng nha. Nguyễn Thị Tùng áo beo. Nguyễn Thị Tùng có dấu. Cái này của Ý Yên nè, quăng vô sọt cái Ý Yên này. Đây nè, em có tổng cộng 4 cái đầm sọt. Đầm sọt này tối hôm qua về nè. Đầm sọc này tối hôm qua về, nói chung là từ 70 tới 95kg đều vừa. Chị Tùng 40 ngàn. Nguyễn Thị Tùng 240 ngàn. Thôi Nguyễn Thị Tùng ghi đúng không vậy? Nguyễn Thị Tùng có dấu thì mày kiểm tra đi. Chứ không mà giờ ra mà ngồi kiểm tra mày nữa, tao đỡ tao ghi mẹ nó cho đầu. Nè mấy chị ơi, đầm này. Đầm này nè, 70 tới 95kg, chị nào mà 98kg cũng vừa 120. Còn 3 cái, comment giùm em đầm sọc. Comment lên giùm em đầm sọc nha mấy chị ơi, đầm sọc. Đầm sọc này 120 ngàn, cực kỳ dễ thương mà phải cực kỳ thoải mái. Còn 3 cái, còn 4 cái đầm sọc. Đầm sọc của anh Ngọc Trinh. Ngọc Trinh inbox địa chỉ số điện thoại nha Ngọc Trinh ơi. Ngọc Trinh ơi, em inbox giùm chị Yên địa chỉ số điện thoại A-R-I-S 120, để biểu đây nha. Chừng nào inbox địa chỉ số điện thoại rớt xuống nha. Đầm sọc nha chị, ok như Nguyễn thành phố nè. Như Nguyễn không có dấu thành phố nè. Đầm sọc của Trần Ngọc Thúy Vi nè. Coi không, có trên màn hình không? Trần Ngọc Thúy Vi nè. Sao chưa lên được? Tại vì em không chịu đọc nên chị ấy. Của ai chị đọc, của ai vậy? Nào mày đưa tao cái cá tao ra tao coi ghi vậy. Ô đù, mày ghi kiểu này là mày ghi còn chậm hơn tao một mình nữa. Như Nguyễn này ghi 120 rồi, chậm quá chậm ơi. Rồi ai nữa, Trần Ngọc Thúy Vi 120 có rồi nè. Thúy Nguyễn gần nhà nè. Nè, Thúy ghi chữ Thúy Nguyễn gần nhà, Thúy Nguyễn không có dấu. Thúy Nguyễn gần nhà, 120 ngàn. Hết đầm sọc nha mấy chị ơi. Hết đầm sọc, đây là cái áo 180 ngàn. Mặc đúng một lần, giờ bán lại cho mấy chị 80 ngàn. Áo này chị nào 80 tới 95kg vừa. Cái sách đó của con hả ba? Dạ. Đây là ba ơi, 80 tới 95kg bán 80 ngàn. Ngọc Trinh lên em inbox nha. Không inbox chị không có chốt bill đâu. Còn cho địa chỉ số điện thoại trên này là bị lừa đó. Bị lừa là coi như tết rồi, mất tiền, tội nghiệp lắm. Áo 80 ngàn của Thúy Nguyễn còn nhà nè. 120. Đây, cái này của nhà Thúy Nguyễn còn nhà nè, 120. Thank you.
Em có cái chân váy quần mấy chị hàng thể thao, rồi bán luôn chân váy quần cho mấy chị 40.000, 80 tới 90 ký. Vải thể thao rất là đẹp nha, 80 tới 90 ký chân váy quần bán 40.000. 40.000 chân váy quần. Chị nào chốt chân Thúy Nguyễn gần nhà 80.000. Chị nào chốt chân váy quần chốt lên giùm em 40.000 chân váy quần nha. Chân váy quần 40.000. Chân váy quần 40.000. Ừ, tao đọc cái gì là mày phải ghi y chang vậy á, chứ mày không ghi y chang là chút xíu kiếm lời bản hồng. Đây, Thúy Nguyễn gần nhà đây. Thúy Nguyễn gần nhà 40.000. 40.000 Thúy Nguyễn gần nhà nè, tiếp tục với mấy chị ơi. Chút nữa các con em có một cái đầm, đùa mẹ cái đầm này. Em có cái đầm nè, đầm sơ mi 250 giờ sale cho mấy chị 100.000. Chị nào 70 tới 85 ký vừa đầm sơ mi của em mặc một lần nha. Đây đầm sơ mi LV. Chị nào chốt đầm sơ mi LV 100.000 chốt lên giùm em đầm sơ mi LV. Đây bỏ đầm sơ mi LV vô hỏi ơi. Đầm sơ mi LV nhớ phần em. Phần em chị bán hết trơn luôn rồi gái. Đầm sơ mi LV nha. Sơ mi LV, sơ mi LV. Hãy mặc bộ này không hả? Cái lùng là dừa, tao cũng dừa. Chị dừa hả? Nè, mặc ai để bộ này mặc ai. Sơ mi LV, LV, sơ mi. Chị nào chốt sơ mi LV, chốt lên giùm cho em với. Hả? Đầm sơ mi LV của ai? Phương Thảo, à không phải. Đầm sơ mi LV của Thúy Nguyễn gần già. Thúy Nguyễn còn nhà 100.000, đừng đọc comment để chị đọc, mất công mới chạy người đổng lên. Thúy Nguyễn còn nhà 100.000, gì? Ly nữa chứ nhìn gì trời. Đây, áo sọc này nè mấy chị, áo sọc này có túi nha. Bán cho mấy chị áo sọc này từ 75 tới 90 ký vừa. 40.000 áo sọc. Chị nào chốt áo sọc 40.000, chốt lên giùm em áo sọc 40.000. 40.000 áo sọc nha. Áo sọc 40.000 nha. 40.000 áo sọc nha. Rồi tiếp tục bán bộ đồ nhà 20.000 chơi cho vui nè. Bán bộ đồ nhà 20.000 chơi cho vui nè. 20.000 beo. Áo sọc của Nguyễn Gấm nè. Nguyễn Gấm có dấu. Nguyễn Gấm có dấu. Tại vì bà comment sau tôi làm biến đọc. Hiểu không? Hiểu không? Má Nguyễn Như Hoa. Bộ beo 20.000 bán chơi cho vui nè. Áo sọc của ai? Ghi chưa? 40.000 Nguyễn Gấm. Đúng rồi. Beo của anh Na Hân nè. Beo của anh Na Hân nè, 20.000 nè, dán lại. Beo của anh Na Hân 20.000 nè. Rồi tiếp tục bán cái đầm ngọc trai 40.000 chơi cho nó vui. Để lần hai cái. 40.000 đầm ngọc trai size dưới 85 ký. 40.000 đầm ngọc trai. Chị nào chốt trai 40.000 chốt lên giùm em trai 40.000. Kiểm tra Ngọc Trinh Anh Riu nè. Ngọc Trinh anh riu 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 nè đó. Đấy, rồi tiếp tục nha. Buồn ghê, hỏi quá trời. Ngồi im một cái đi má. Má ngồi im một cái để tôi lên hết cái bao đồ đi các ạ. Còn lại đồ bộ là tôi để dành tí xíu rồi tôi cho anh Na Hân hết. Đầm ngọc trai 4. Ủa tôi bán cái gì 40.000 nè. Vũ Ngọc Ánh 40.000. Inbox địa chỉ số điện thoại nha. Vũ Ngọc Ánh kiểm tra liền. Vũ Ngọc Ánh có dấu. Thấy không, thấy chị Vũ Ngọc Ánh chưa? Vũ Ngọc Ánh có dấu. Đây là bộ hưu xì nè. Cái gì quần lính? Quần lính nãy giờ lên hồi nào? Em có một cái bộ vu xì cắt cặp trẻ lại bán sale luôn 150. Cho hết hàng luôn. Đấy. Size này. Size này là 70 tới 79 ký nè. Bộ vu xì. Bán 200 mấy kệ cha kệ mẹ em. Giờ bán 150 được không mấy chị? Bán 150 nha. 150 bộ vu xì 70 tới 80 ký. Chị nào chốt chốt lên giùm cho em. Đừng có cãi nhau nhẽo anh nè không à, để hao súp tao sale đồ đi mày à. Đây nè, bộ gu xì. Đây, 240 sale còn 150 bộ gu xì. Ánh tuyết bộ gu xì, ánh tuyết không có dấu bộ gu xì 150. 150, 150 đi trước đi, 150 ánh tuyết không có dấu trước đi. Đây, áo này là size của tôi. Bây giờ tôi mặc một lần, tôi không mặc nữa. Bán 40.000, comment giùm em áo lá 70 tới 85 ký, 40.000 áo lá. Chị nào chốt áo lá 40.000 chốt lên giùm cho tôi. Áo lá 40.000. Ok. Bộ vô xì sắp lấy rồi. Mấy tình yêu ơi,
Lẹ lẹ tôi sale đồ nè, hôm nay tôi sale cho dẫn tháng luôn. Áo lá của Hoàng Võ ở lộn nha, xin lỗi nha. Áo lá của Ngọc Giang nè, áo lá của Ngọc Giang 40.000, áo lá của Ngọc Giang. Rồi tiếp tục, nghĩ sao áo này tôi không có một cái nào tôi mặc luôn. Mà khách trả lại 70-90 kg áo này tôi không có sale, 250.000 nha. Hàng này là hàng trẻ của khách. Ok, bộ cu xì khách lấy rồi, ok. Áo lá khách lấy rồi, ok. Ngọc Giang, chữ Ngọc không có dấu nặng nha. Kiểm tra lại nha. Đây, 70-90 kg đây. Áo này mà khách không vừa trả lại. Đây mấy chị dễ thương không? Comment giùm em áo xanh 250.000. 250.000 áo xanh nha, rất là đẹp nha. Áo xanh này hơi bị đẹp luôn, 250.000 áo xanh nha. Áo lá khách lấy rồi nha. Bán một cái áo chưa đụng vô mặt luôn 80.000, 60-80 kg vừa. Áo đen hoa 80.000, áo đen hoa. Chị nào chốt áo đen hoa 80.000 chốt lên giùm cho em. À, bỏ cho con anh nè Hân, tặng bộ này cho con anh nè Hân nè. Áo 80.000 của Trần Thanh Quyên. Trần Thanh Quyên có dấu á, là cái của em đang cầm á. Cái áo này mới toan à, áo này là từ 70-1. Ai từ từ nha. Hình duyên áo 250. Ủa em mua bánh hỏi lòng heo sao anh đang? Hình duyên 250. Dạ chờ một chút chị Hạnh ơi, chờ một chút nha. Áo này 70-100 kg, 250, bây giờ sale cho mấy chị còn 220 nè. Áo này chị Hạnh mặc bị rộng á. Áo này chị nào 75 kg tới 100 kg này mặc. Nhưng mà áo này đẹp, áo này em để dành này mặc, mà cuối cùng là để dành bị trùng á mấy chị. Áo này để dành bị trùng, áo này mặc theo form giấu quần nha. Những cái chỗ chữ này là đều là đá nha mấy chị nha. Rồi mấy chị ơi comment giùm em nha. Comment lên giùm em ha. Comment lên 75-100 kg 220. 75-100 kg 220. Cái áo này chị Hà Nguyên vừa nè. Em sợ đồ cũ chị chê thôi chứ chút nữa em lừa cho. Nè, em tặng cho chị Võ Dâu Tây bộ này nè. Hết hồn chưa? Em tặng cho chị Võ Dâu Tây bộ này là chị Võ Dâu Tây hơi bị hết hồn luôn á. Tặng cho những ngày mà lao công lao lực chia sẻ bài viết cho em nè đó. Tặng cho chị Võ Dâu Tây đi, Võ Dâu Tây đi. Tặng cho Võ Dâu Tây. Áo hoa đen khách lấy rồi chị à, lấy áo 220. Dạ ok, áo 220 đâu rồi? Phệ hoa, đưa đây. Phệ hoa có dấu. Tiếp cái bộ đó lại đi, Võ Dâu Tây đi. Phệ hoa 220 của Phệ hoa. Bán cái quần 40.000 cho gia vui. Hồi bữa tôi mặc đúng một lần nè, nó bị rớt cái này thôi. Hồi bữa tôi mặc đúng một lần đi lấy hàng vô ngồi like, bà nào quở nè, bà nào quở rồi bà nào nói thích nè. Nhưng mà tôi không có thích cái kiểu bùi bùi này lắm, tôi là thích cái kiểu sang sang à. Rồi quần này size 36, quần này size 36, chị nào mà từ 78-85 kg bán 40.000. Quần 40.000 của Anna Hân nè. Anna Hân quần 40.000. Bán con này mắc công tốn tiền ship quá. Bán con này mắc công tốn tiền ship quá. Mà cái con Anna Hân nó comment là không có ai comment lại con Anna Hân hết trơn á. Anna Hân nè, 40 của Anna Hân nè. Bán cái đầm sọc cho mấy chị với giá 60.000. Tay của em nha, 80-90 kg. Đây, tay của em, đẹp không mấy chị? Ôi, 60.000 đầm này là hơi bị xuất sắc luôn á. Comment giùm em đầm sọc 60.000.
xóm khách lấy rồi. Nè, cái tầm bí lông là tặng mày luôn á. Tầm sọc 60.000. Tầm sọc 60.000 của Nguyễn Gấm. Nguyễn Gấm có dấu. Nguyễn Gấm có dấu 60.000. Bán cái áo bẹt vai beo 40.000 luôn. Bán cái áo bẹt vai beo 80-92-93-94 kg cũng vừa nha. Áo bẹt vai vai beo bán cho mấy chị 40.000 nè. Chị nào chốt áo nghĩ sao mà để lần ba cái áo này nè. Comment giùm em bẹt áo bẹt vai 40.000. Áo bẹt vai hoa 40.000 nha. Chị nào chốt áo bẹt vai hoa chốt giùm. Không biết con Trang ở đang nè anh đang không. Đặt cái chữ trên đó đi, bỏ cái bịch đó đi. Đi giữa anh đang không này. Cái áo tập này của bà nào quên mất mẹ rồi nè. Của cái bà gì mấy bữa. À, cái gì xe đi phạm. Trời ơi, không để cái áo tập này cho bà, chắc bà đốt nhà luôn á. Áo beo của anh đang không. 40.000 của anh đang không. Còn tao nữa, mày cái gì mày nhắn tin vô nha anh đang không. Tao tranh thủ tao gửi bill nè. Jenny phạm nè. Áo này 250, mặc đúng một lần bán 80. Dạ size 70-85 kg nha. Áo này hơi bị đẹp. Thằng này là thằng đang làm mốt hiện giờ nè. Áo vừa size. Áo vừa size bán cho mấy chị 80.000. Vừa size 80.000 nha. Vừa size 80.000. Chị nào chốt vừa size 80 mà comment áo 80 chốt lên giùm em nha. Nãy giờ chốt tôi cái áo tập cái thôi, đúng rồi. Dạ chốt được cái đó là vui lắm rồi chị. Áo 80.000 của Đặng Kim Bảo. Dạ ok Đặng Kim Bảo nè. Đặng Kim Bảo ok Đặng Kim Bảo nè nha. Chị nào chưa cho em địa chỉ số điện thoại là báo giùm em nha. Té ra áo tập về tay. Cái đầm này chưa mặc một lần mấy chị ơi. Cái đầm này chưa mặc một lần nhưng mà chị nào size bự chà bá lửa đó. Chị nào size nhỏ đừng mặc nha. Đẹp lắm mấy chị. Chị nào size nhỏ đừng mặc. Chị nào mà khoảng cỡ 85-98 kg vừa cái đầm này. Rồi bán 200 đầm kim tuyến vàng. Đầm kim tuyến vàng bán luôn áo đầm 200. 85kg tới 100kg mới vừa cái đầm vàng đó, ok. Chị nào mà đúng số ký đó hãy lấy, không đúng số ký đừng lấy. Mặc vô tụt vú không đẹp. Không, đó là em nói thiệt với mấy chị em không có giỡn. Để dành cái đầm bẹt vai chưa mặc luôn. Nhiều đồ quá chưa mặc luôn ha. Đầm 85 tới 100kg, 200 đầm mới toan 100% luôn ha. Nãy giờ chưa chốt được giày đầm. Đầm của anh Văn Hoàng. Anh Văn Hoàng đầm 200. 85 tới 100, đầm này để dành đi ăn tiệc nha chứ. Em có một cái đầm bẹt vai nè, 75-90kg vừa. Đầm bẹt vai giờ bán cho mấy chị 100.000 đầm bẹt vai. Comment lên giùm em đầm 100.000 đầm bẹt vai mấy chị ơi. Đầm bẹt vai 100.000. Anh Văn đi dính nha, chữ Hoàng cách ra. Hoàng không có dấu. Ờ, có dấu rồi. 100.000 đầm cam bẹt vai 75-90kg nha. Khách lấy rồi chị ơi. Khách lấy rồi. Khách lấy rồi. Chị nào có bill ở nhà em tặng nè. Tặng bộ lính. Chị nào có bill ở nhà em tặng bộ lính cho mấy chị nè. Tại vì lính này mới giặt có nước mà sao nó xuống màu cho nên là không có bán cho mấy chị. Tặng thì bây giờ em cũng phải chịu ship ha. Đấy. Đầm bẹt vai 100.000 của Nguyễn Gấm có dấu. Nguyễn Gấm 100.000. Nguyễn Gấm 100.000 có dấu vô. Nè, xả luôn cái bill của Vũ Ngọc Ánh đi. Xả luôn cái bill của Vũ Ngọc Ánh đi. Bán hàng sale mà ầu ơ với dầu vậy là mệt lắm. Xả cái bill của Vũ Ngọc Ánh đi. Em đừng có chốt hàng sale nữa. Ngọc Giang tặng nè. Nè, Ngọc Giang tặng nè, ghi cho chút nữa phân xong anh ơi. Ngọc Giang thành phố đúng không? Ừ. Còn em bây giờ em xả hàng bom vô đây em quăng cho chị Hải không? Nha. Này là gì vậy? Hàng bom mới cắt hả? Ờ, bom hàng có tổ chức luôn rồi mấy má. Xả luôn ơi. Hàng mà giờ ngầu đây mà ầu ơ với dầu có chết mẹ luôn. Không biết chừng nào xong cái hàng nữa. Tôi nói thiệt, tôi không có nói giỡn đâu mấy chị. Tôi là cái phát một à. Anh hút giùm em mấy bộ đồ nhà đây nè. Anh hút vô tí xíu nữa em phân cho con anh. Hút vô quăng xuống nhà bếp đi. Rồi lên tiếp tục nè. Lên tiếp tục mấy chị ơi. Áo sọc này bán mấy chị 40.000. 60-75kg. Comment giùm em áo sọc 40.000 nha. Áo sọc 40.000.
biết đập chết mẹ nó, về biết đập chết mẹ nó mẹ. Cái gì mà tự nhiên sao không thấy thằng em biết đập chết mẹ nó, bà dữ quá nha, dữ quá dữ. $40,000 của Đặng Kim Bảo, $40,000 nè, em lên hàng bom cho mấy chị luôn. Em nói rồi, hôm nay em sale banh nóc cho mấy chị, $40,000 đây nè. Trời ơi, nghĩ sao cái xếp gì đi bom hàng tôi nè mấy chị. Thứ quỷ, thứ ma, thứ yêu, thứ tiêu băng lộ gì đâu quá trời. Coi nè, size 72 tới 82 kg nè mấy chị. Xếp gì mày đi bom tôi và mấy chị coi vải bên em nè. Rồi, bán xếp này cho mấy chị, comment giùm em là xếp chân váy. Comment lên giùm em xếp chân váy đẹp không mấy chị? Không mà hình như có chân váy quần nữa. À, chân váy mà còn có quần nữa chứ. Mày dài tới đầu gối. Rồi, comment lên giùm em chân váy quần 72 tới 82 kg bán cho mấy chị 150,000. 150,000 xếp chân váy quần luôn, bán luôn cho mấy chị. Nè, bán hai cái áo cho mấy chị. Áo này mấy chị kiếm không có đâu, chỉ có em là có thôi, mấy chị kiếm không bao giờ có. Thứ nhất là cột tập cột dây, thứ hai là áo thể thao. Size của em hết nha, dưới 80 kg đi, hai áo là dưới 80 kg, rất là đẹp nha, vải cực kỳ đẹp. Rồi bán hai áo 100,000. Tết chân váy của Nguyễn Thị Tùng, 72 tới 82 kg nha Nguyễn Thị Tùng. Inbox địa chỉ số điện thoại chị Nguyễn Thị Tùng ơi, chị Nguyễn Thị Tùng inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Xếp chân váy khách lấy rồi, không mua được xếp đen. Xếp chân váy không biết bon chen được hay không. BB áo, hai áo này 100,000 của BB nè. Hai áo 100,000 của BB nè. Rồi quăng mấy cục hàng bơm vô Hải ơi. Các được cục nào em quăng vô đây. Em có một cái áo này 70 tới 80 kg nè. Rồi bán luôn cho mấy chị 100,000 áo của Tim. 100,000 áo này 70 tới 80 kg. Chị nào chốt áo đen đá comment lên giùm em áo đen đá 70 tới 80 kg 100,000. 100,000 áo đen đá 100,000. Chị nào chốt cái gì thì comment địa chỉ số điện thoại chị Tùng. Inbox địa chỉ số điện thoại lên nha. Mấy chị hầu ơi, bí dầu là em xả hết luôn á. Em nói thiệt em không giỡn đâu, mấy ngày nay là coi như là căng thẳng lắm mấy chị, căng cọt lắm. Dạ, căng cọt là con cặc á. Chị sau chứ chị không có trước, em chốt theo mấy em. Em không có chốt theo mấy người ta, Nguyễn Như Hoa Đà Nẵng, áo đá 100,000. Rồi áo phớt sale luôn, 300 sale luôn, còn 220. Trời cho nó chết mẹ nó luôn cũng được. Theo 200 đi, 22 chị cho nó quéo đầu. Theo 200. Chị nào mà chưa có áo khúc nhung bên em là sai lầm. 72 tới 85 kg áo khoác Fuxi. Đây, áo khoác Fuxi 300,000 sale cho mấy chị còn 200. 200,000 ok. 200,000 mấy chị ơi. Bây giờ chưa lôi được đầm ngọc trai ra đâu, quăng trong cái đống kia rồi. Áo khoác của Nghe Võ nè. Áo khoác của Nghe Võ 200. Áo khoác nhung mặc cực kỳ mát. Em thông báo cho mấy chị vậy á. Rồi lên tiếp tục tiếp Dior nè mấy chị ơi, xếp Dior. Xếp Dior nha. Nhiều. Size 2 80 tới 90 kg xếp Dior. 80 tới 90 kg xếp Dior. Chị nào chốt xếp Dior chốt lên giùm em xếp Dior. Rồi, bán nhiêu cả mẹ cả cha tôi bây giờ sale cho mấy chị 150,000 xếp Dior. 80 tới 90 kg. Chị nào chốt xếp Dior chốt lên giùm em 150,000 xếp Dior. Ai cũng thấy hết nhưng mà em đọc comment đầu tiên nha. Ok, Nguyễn Thị Tùng kiểm tra nè, áo khoác khách lấy rồi. Áo khoác khách lấy rồi, xếp Dior của chị Nga Nguyễn Thành Phố. Rồi, lên tiếp tục đi mấy chị ơi. Em đọc một người chốt đầu tiên thôi ha. Em đọc một người chốt đầu tiên thôi nha. Đọc một người chốt đầu tiên thôi. Rồi, lên tiếp tục nè. Mấy chị lưu ý giùm em, hàng sale bên em không có cho đổi trả đâu nha. Lưu ý giùm em cái nha mấy chị đẹp. Đây nè mấy chị, xếp này chị nào mà dưới 75 kg xếp ống lộn đẹp không? Chị nào dưới 75 kg chốt xếp này. Ôi dễ thương quá. Rồi sale luôn xếp sọc này cho mấy chị 150. Comment giùm em xếp sọc dưới 75 kg 150. Comment lên giùm em xếp sọc dưới 75 kg 150 nha. 150 xếp sọc, 150 xếp sọc tình yêu ơi. Tình yêu là chốt xếp sọc chốt lên giùm em 150. Ôi quá rẻ luôn mấy chị ơi. Rẻ bèo như con mèo mắc mưa luôn nha. Áo thun trắng ở sau. Áo thun này em có một nùi áo từ 68 kg tới 100 kg, 180,000 em có một nùi nha. Tiết của Ánh Tuyết nè, tiết của Ánh Tuyết 150, Ánh Tuyết không nhớ nha. Em có một cái xích bi, dạ 65 tới 75 kg xích bi này. Rồi xích bi này vải đa co dạng đẻ đó mấy chị. Rồi 150,000 xích bi, comment lên giùm em 150,000 xích bi quẹo lửa mấy chị ơi, quẹo lửa lẻ lẻ đó mấy chị ơi, bấm nút chia sẻ nha. Xích bi 150,000 nha, xích bi 150,000, xích bi 150,000. Đây là áo veo nè. Áo thun beo vải co giãn rất là đã.
áo này 250 đúng không? Áo này tay đẹp lắm. Rồi bây giờ sale cho mấy chị còn 180, comment giùm em áo bill. Hàng sale mà sáng ngày mai khi mà làm bill mấy má nhắn là chị ơi xả em cái này lấy em, phải kia là xả mẹ luôn nha. Mấy ngày nay mà đừng có ầu ơ với dầu với em nha. Nói rồi á, xếp bi của ai? Thôi xếp bi của ai quên mất mẹ rồi. Rồi xếp bi của Nhung Trương 150 ngàn nè. Áo bill này là 250 sale cho 170 ngàn. Áo bill này chị là 60-80 kg bao vừa nha. Comment lên giùm em áo bill. Áo bill nhiêu? 170 ngàn áo bill. Trời ơi, nó bơm toàn đồ đẹp không á chị. Nó bơm không là toàn đồ đẹp không á mấy chị. Nè, sơ mi 180. Nguyễn Trâm nào đây? Nguyễn Trâm thành phố Hóc Môn. Nguyễn Trâm áo bill 170 ngàn anh. Nè, áo sơ mi nè mấy chị, áo sơ mi cộp nè. Áo sơ mi này size dưới 72 kg. Rồi, áo sơ mi 180 sale còn 100 mà nó còn bơm giờ sale 80. 80 áo sơ mi dưới 75 kg. Dưới 73-74 kg. Rồi có chị nào mà 100 kg ở đây không? Có chị nào 90 tới chị nào mà 99 chị nào mà còn cỡ 95 tới 100 kg. Em bán cái dương này cho mấy chị 20 ngàn. Dương tóc đi mướn người đi cắt. Dâm sỏ lộn, dâm dài hàng xúc nè. Nè, dâm này 250. Dạ, bây giờ bị đứt dây mỏng. Bán cho chị Như Nguyễn 80 ngàn áo sơ mi. Dạ, bị đứt dây nướng bán 20 ngàn cho những chị 95-100 kg. Chị nào đúng số ký em bán, chị nào không đúng số ký em không bán. Nhiều 20 ngàn. Cái dòng dâm này hả? Trời ơi, mày tốt thì xếp. Nặng thấy mẹ. Bán đi. Bán cho hết hàng nha. Không bán là không hết hàng đúng không mấy chị? Ủa chị anh Văn Hoàng nhiêu ký vậy? Anh Văn Hoàng 20 ngàn bán luôn. Mai bán cho bữa nay nghỉ, mai đi làm tỷ luôn mấy chị. Tôn ship mình đúng rồi mấy chị nữa nè. Tiếp tục nha. Tiếp tục. Sơ mi Dior. Tiếp tục. Sơ mi Dior mấy chị ơi. Sơ mi Dior size này là dưới 82 kg. Rồi sơ mi Dior này bán cho mấy chị 100 ngàn. Comment giùm em sơ mi Dior. Bán cho hết hàng mấy chị ơi. Bữa nay bán mai nghỉ, mốt đi làm tỷ cho anh Thông đi làm tỷ luôn. Khỏi quấn biêu. Đây nè mấy chị ơi. Đầm rớt tay nè. Đầm rớt tay mấy chị yêu ơi, đầm rớt tay nha. Đầm rớt tay này bán cho mấy chị 60 ngàn dưới 80 kg. Comment đầm rớt tay tôi bán hết. Tôi bán đâu tôi đổi tiền. Từ đây mà tới ngày 18 âm lịch tôi nghĩ là tôi bán bốc đốc đỉ luôn. Hoàng bỏ sơ mi 100 nè nha. Rồi Hoàng bỏ sơ mi 100 nè. Còn cái này, yêu. Đâu từ từ nha. Bây giờ sơ mi của Trần Liễu. Trần Liễu inbox địa chỉ số điện thoại nha Trần Liễu ơi. Sơ mi 100 ngàn của Trần Liễu. Cái đầm của Ngọc Nguyên 60 ngàn. Cái đầm của Ngọc Nguyên thành phố 60 ngàn. Để em đọc comment cho anh, đừng đọc. Đọc là em nhảy dựng lên luôn á. Tiếp tục đi mấy chị. Rồi hôm nay bán mai nghỉ mốt cho anh Thông đi làm đỉ luôn mấy chị ơi. Lẹ lên nè mấy chị ơi. Con ấy nó nói rồi, có giờ chồng quấn vợ về nhà con biêu nè. 90-100 kg đây. 90-100 kg đầm caro bán luôn 100 ngàn đầm caro 90-100 kg. 90-100 kg. Hai đứa dậy chưa? 90-100 kg. Ê, mày giờ lên mày xách ba hộp trà chiếc con mày phi đi giao tao hàng cho tao đi. Mày đừng có nhúng giùm tao một cái. Tao mất rồi, từ từ chốt cái đầm caro một cái à. Dạ tại vì ủa cái đi a chốt cho ai không? Đi a chốt không? Đầm rớt tay đâu có, làm gì có đầm rớt tay. Linh đàm cái đầm 100. Linh đàm inbox địa chỉ số điện thoại nha. Mấy chị ơi, tôi bị mất nick cho nên mấy chị phải inbox vô fanpage cho tôi. Mấy chị không inbox là anh Phước kiểm tra không có là xả đó. Linh đàm chưa? Đây nè Thông, tôi chụp tôi gửi qua nha, mấy chị chờ em chút. Ủa? Không có giữ linh đàm ta. Linh đàm không có giống. Nè, chạy đi tôm nước thắng quần mồ, bởi vì tao cho, tao bo cho. Gấp không? Gấp trong ngày. Mấy giờ đó? 5 giờ rồi. Rồi tao không biết, mày gọi điện giao trong ngày à, được không? Mày gọi điện tao mai giao tùy mày à. Mày muốn làm gì mày làm, mày không nội tao đâu. Mày muốn làm gì mày làm. Ba hộp chiếc con đi, thu 1 triệu. Dạ chị Linh Đàm, em sợ là bị mất nick rồi, trong đó không có địa chỉ số điện thoại. Sáng mai tụi em làm bill không có rồi tụi em lại xả ra, tội nghiệp em và tội nghiệp chị luôn. Ok, vậy á, em sợ vậy thôi. Tiếp tục, áo này 250 bán 170 luôn nè mấy chị, Gucci đẹp không? Á đù mè, áo này là bị hàng bơm gì, áo này tôi không sale một cái luôn. Từ 70-85 kg rồi sale cho mấy chị 170 ngàn Gucci xanh.
Còn men lên giùm em luôn sao? Linh Đàm chưa có địa chỉ số điện thoại nha. Nhà đang sửa, số điện xài 4G luôn, áo của xuyên của Nguyễn Cúc 107. Đây là bao nhiêu cái đầm người ta hỏi rồi, để tôi coi thử tôi có cái đầm này chưa. Nghĩ sao mà cái đầm này nè mấy chị, 82-83kg, 82-83kg tới 92kg, cái đầm dày mà coi như nó đi bơm hàng tôi nè. Cái đầm này em mặc lên cực kỳ đẹp nha mấy chị. Đầm này 300 sale luôn 150, 82-92kg. Comment cho mấy em đầm xanh, đầm xanh 150 ngàn nha mấy chị nha. Đầm xanh 150 ngàn. Lên đàm inbox địa chỉ số điện thoại nha. Không có em xả bill rồi mất công lắm. Nít nít kia mất rồi, nít này không có địa chỉ, không có chị nha. Hai nít đều có hết. Đây là bộ ngủ dưới 75kg. Đây là bộ ngủ dưới 75kg bán cho mấy chị 50 ngàn. 50 ngàn bộ ngủ. Đầm 150 của bé heo. Đầm 150 của bé heo. Bé heo inbox địa chỉ số điện thoại nha. Để bia bé heo ra sau lưng đi. Rồi bộ 50 ngàn nè. Bộ 50 ngàn dưới 75kg. Bộ 50 ngàn xếp ngủ Ngọc Nguyên. Ok Ngọc Nguyên nè. Ngọc Nguyên 50.000, Ngọc Nguyên thành phố nè. Ngọc Nguyên thành phố 50.000, chỉnh ra bill lại anh. Ghi chữ thành phố vô biết. Xếp đỏ, xếp đỏ mấy chị ơi, xếp đỏ. Anh đù, má xếp này không có bán đi bơm hàng tôi. Anh đù, má nó. Dưới 70kg nha mấy tình yêu ơi, đỏ đô. Đỏ đô, không có lá gúng nha, không có lá này nha, rất là đẹp ha. Rồi xếp này, giờ xe cho mấy chị còn 150.000 luôn dưới 70kg. Chị nào chốt xếp đỏ này, chốt giùm em. Xếp đỏ, comment giùm em, xếp đỏ 150.000 dưới 70kg. Xếp đỏ 150.000 dưới 70kg nha mấy chị nha. Bộ ngủ khách lấy nãy giờ nửa tiếng rồi mấy chị ơi. Rồi lên tiếp tục nè mấy chị à. Xếp xanh khách lấy rồi. Xếp xanh khách lấy rồi. Bé heo lấy rồi. Đây là một cái đầm. Kiểm tra bé heo nha. Rồi. Đây là một cái đầm size 16 nè. 75-85kg. Đây là đầm sơ mi mấy chị. Đầm thuốc sơ mi. Xeo luôn cho mấy chị 150, 250 xeo luôn 150. Đầm thuốc sơ mi nha. Linh Nam nhận được chưa kìa? Chưa, để đang coi vô coi. Trần Phát đỏ đô 150. Nguyễn Trâm xếp đỏ, Nguyễn Trâm nhiêu ký chị ra chị lấy xếp đỏ cho. Anh ơi lên trên cùng rồi lấy xếp đỏ size XL với lại size L cho em hai bộ. Xếp đỏ mấy chị, bây giờ mấy chị muốn lấy xếp đỏ mấy chị comment lên giùm em xếp đỏ bao nhiêu ký. Em kiếm xếp đỏ em chốt cho mấy chị nè. Xếp đỏ của ai? Xếp đỏ của Nguyễn Trâm nè. Nguyễn Trâm nhiêu ký em? Nguyễn Trâm XL phải không? Trần Trinh nè. Trần Trinh 70kg nè. Mấy cái hàng sale này không có cho đổi trẻ đâu nha. Mấy chị coi kiểm tra cho kỹ nha. Rồi đưa size L lên luôn đây. Size L chốt cho cái gì Nguyễn Trâm ở Hóc Môn á. Nguyễn Trâm không có giấu. Dạ đúng rồi chị Linh Đàm. Hòn vỏ đầm sơ mi 150 nè. Thằng kia sao trưa nay gì vậy? Nó không ngủ mà đi sầm sớm vậy. Thấy vợ đâu. Nó không thấy vợ đâu, nó nhớ vú rồi sao vậy? Đầm này nên nhớ hàng sale không cho đổi trả đâu nha. Mấy chị lưu ý giùm em cái nha mấy chị yêu ơi. Chứ đừng có nhảy động như nước nóng đổ cho án. Không cho đổi trả làm gì tôi thua luôn á. Tôi cắn lưỡi cho chết mẹ tôi luôn chứ tôi không phải vừa đâu nha mấy chị. Tôi nói thiệt á. Tiếp tục. Áo này trăm mấy không quan trọng, giờ bán cho mấy chị 101 nè. Đây dễ thương không? Áo thỏ 70-90kg cũng vừa, comment áo thỏ 101 giùm em nha. Áo thỏ 101 ngàn mấy chị ơi, áo thỏ 101. Chị nào chốt áo thỏ 101 chốt lên giùm cho em nha. Đó, áo thỏ 101 khỏi đi không cần bỏ vô tay. Áo thỏ 101 nè, 101 áo thỏ. Mấy chị ơi, từ đây tới Tết mà mấy chị không coi livestream em là mấy chị phí nửa đầu người lắm. Áo thỏ nha, 101 ngàn áo thỏ. Chị nào chốt áo thỏ chốt giùm em. Xếp đỏ 72kg nha chị. Lấy size L còn đúng size L. Nguyễn Cao Hàng Nguyên áo thỏ 101. Nguyễn Cao Hàng Nguyên inbox địa chỉ số điện thoại liền nha. Kiểm tra nãy giờ bà nào nè không có. Linh Đàm nè. Bé heo chưa có nè. Bé heo một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại xả đồ bé heo nha. Xả đồ bé heo thiệt chứ không giỡn đâu nha mấy chị nha. Em xả thiệt hết chứ em có nói giỡn đâu. Xếp này là 80-90kg xếp trắng nè. Áo thỏ khách lấy rồi, đầm caro hết rồi chị. Đầm caro hết rồi nha. Em thấy chị Thanh Bình Lê, em thấy chị. Bà qua giờ bà làm tôi buồn lắm nha.
Chị ơi, trừ bill luôn đi, em không mua đồ nữa. Ôi, buồn thấy mẹ luôn. Đây, 80 tới 90 ký à, khi mặc lên đẹp lắm nha. Khi mặc lên, cái set này là tôi không có bán nè, phải rất là co giãn đó chị ơi. Rồi, set này nè, 80 tới 90 ký. Ở đồ quá trời đẹp luôn, bà nào là coi như trúng mánh rồi nha. Trúng mánh set này rồi, comment giùm em set trắng. Alo, gì Ngọc? À, 7:30 mới rước không? Nè, nói không, 7:30 mới rước, hai đứa 7:30 mới về lận. Rồi, xích trắng này xe cho mấy chị 150 nha. Ngọc, Ngọc Trinh, A, A Rí, Y, Sở. Ừ, nói đi, nói không? Hải, 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 lấy khăn hai chị ra chiếc mẹ ướt. À, nói Ngọc Trinh, E, L, L, B, Sở, 150 nha. A Rí, Y, Sở, 150 nha. Để anh lấy đồ anh đi. Thôi bỏ đây đồ ăn cắp rồi. Đừng nói em buồn chị. Em nói thiệt, có khách nào mà bỏ em làm suy nghĩ gớm lắm. Thiệt, suy nghĩ thiệt luôn. Nhưng mà nè chị, quần không có bán nè chị. Size 37 mấy chị ơi. Size 37 là tương đương là 8. Tương đương 83 tới 90 ký. Comment giùm em quần sọt ngọc trai 150 ngàn quần sọt ngọc trai nha. Comment giùm em sọt ngọc trai 150 ngàn. Xếp trắng của dì Elvisor đó nè. Alo. Cái gì ai lầm ý em buồn mẹ ơi rảnh ra. Rồi vô điện cũng có làm vương tàu rồi sao chị. Đó chuẩn bị báo hàng bom rồi đó. Lưu Thảo rồi sao chị. Tết đỏ 70 ký của Văn Phan. Cũng hàng nó như đây chị. Thảo lưu. Chị là Thảo lưu là lưu thật. Rồi chị lưu đó em tận đi chị. Không cho tôi nói luôn. Bước. Nghe hàng bom mà không cho tôi nói chuyện với mấy chị. Đồng Nam bên Châu ngoài Bắc hai cộng hóa. Ôi sao con nói nó làm hoài vậy ông. Ngọc Trinh A A R S. Ngọc Nam Minh Châu nói sao? Là hai cùng cái nãy cái này cái đúng không? Ờ đúng rồi. Này nhiêu tiền hả? Cái quần này nhiêu tiền em? Ngọc Nam Minh Châu sao hai cục mấy cục vàng ở bưu điện? Hai cục hả? Ngọc Nam Minh Châu sao hai cục vàng ở bưu điện mà em nghe mày nhận giùm chị đi kem. Trời ơi sao lần nào hàng táo mày cũng ầu ô ví dầu cầu dám nóng linh đó chị mày. Gần tết rồi má ơi. Ủa mẹ tôi không có tiền tôi mua vé xe về quê đó mẹ. Đi nghỉ đi chứ ba còn quần quần quậy bác. Cái quần này nhiêu tiền hả? 150 ngàn. Mắc mệt à. Đụng vô bài nào cũng có cái sĩ diện lớn hơn đó. Mà đụng mẹ chỉ có mấy bà có sĩ diện, tôi không có sĩ diện. Thiệt hết chưa. Em có cái áo này dưới 75 ký nè. Chị nào 70 ký mặc thì đẹp ha. Rồi comment nhầm em áo beo 100 ngàn. Comment lên nhầm em áo beo 100 ngàn nha. Quần nào cũng xịn. Cái đầm này lấy ai? Màu xanh này lấy nè. Nè, đầm màu xanh mà từ 83 tới 93 ký nè. Bà bé heo gì đây sọt vô lấy cái rồi đéo cho thì chị xuống gọi nè. Sáng mẹ luôn đi lần sau đừng bán nữa. Cái này của ai ạ? À? 800 ngàn chưa thấy ai mua hết trơn á. Mua lên mấy chị ơi. Mua vô. Đây nè mấy chị đầm beo này dưới 75 ký nè. Đầm beo này 250 giờ bán luôn cho mấy chị 150 ngàn. 150 ngàn nha. Comment giùm em đầm beo 150 ngàn dưới 75 ký đầm beo. Chốt lẹ chốt mau đi mấy chị ơi. Áo beo 100 ngàn của bé Phương Trinh Gò Vấp kìa. Bé Phương Trinh là Gò Vấp. Áo beo bé Phương Trinh Gò Vấp 100 ngàn. Rồi chị nào lấy đầm xanh comment giùm em đầm xanh 150. Mấy má đừng có comment giùm tôi là chị lấy em lấy. Họ mai ngờ đầm beo 150 nè. Mai ngờ đầm beo 150. Đừng có comment tôi lấy để em vậy trơn á. Mấy chị comment rõ ràng giùm em nha. Rồi lên tiếp tục. Hồi bữa em mặc cái quần Gucci này em like nè. Size này là 65 ký nè. Quần Gucci size 65 ký. Rồi bán luôn cho mấy chị 170 ngàn. Quần Chanel. Lộn quần Chanel phải quần Gucci à, quần Chanel. Đầm beo hết rồi nha. Đầm xanh để em. Quần Như nè. Quần Như ai quên rồi. Quần Như đây là quần Như gì? Quần Như Đồng Nai nè. Quần Như Đồng Nai 150 ngàn. Quần sọt khách chốt trước lúc Ngọc Nguyễn rồi.
quần 65 kg, quần này quần riêng này dưới 65 kg, sale cho mấy chị còn 170 ngàn. Quần này dưới 65 kg nhân Lộc Nguyễn, Lộc Nguyễn 170 ngàn nè, Lộc Nguyễn 170 ngàn. Tiếp tục, đây là một cái quần lắp tè le hột me, size này là 75 kg, bán quần này cho mấy chị 170 ngàn. Ở trong nó có miếng lót nha, cho nên mấy chị đừng có sợ lách rách lá chim ha. Rồi cầm miếng nhà men, quần lắp tè le 170 ngàn, quần lắp tè le, quần lắp tè le size dưới 75-77 kg nha. Rồi cầm mấy chị nào có bill ở nhà em, cầm miếng nhà em áo tặng, tặng luôn dưới 85 kg áo tặng. Hôn triệu, bỏ bịch bóng đỏ cho đẹp đi. Vô ghi cái bill ơi, đưa cho anh Phước, ghi cho mày cái bill đi cho tao. Mày đưa cái ai, đưa cái điện thoại qua cho anh Phước, lấy cái bill ghi đàng hoàng đi. Lấy điện thoại qua đây. Áo tặng của Trần Liễu, lấy một đàng hoàng đi. Hôn triệu, Trần Liễu tặng nè. Rất tè le Zin đi Phạm vừa. Rồi bán Zin đi Phạm 150 rất tè le luôn nè. Bán luôn cho nó hết hàng. Người, nãy em có để cho chị Zin đi Phạm một cái áo tập bù cho bà rồi nha. Bà đừng có nhảy động lên nữa, tôi tiểu luôn á. Triệu anh nhất cái quần một rồi lỡ ghi quần một ông Dũng Quỷ kia. Áo này hồi sáng chưa để cho ai quên mất mẹo ông, 250 để cho Huỳnh gì, Huỳnh Minh Chí hả anh, Huỳnh Minh Chí 250 của Huỳnh Minh Chí nè. Tiết trắng khách lấy nãy giờ lâu rồi em yêu ơi. Mai ngờ có địa chỉ số điện thoại rồi. Má thấy em không? Thấy. Má thấy con. Ừ, má thấy con nè. Xong cái này đi, tôi bưng cái xếp trắng xuống này, tôi sale cho mấy chị luôn. Xếp trắng mới về được 3 ngày nhưng mà tôi sẽ sale cho mấy chị. Mấy chị thấy tôi trao gớm không? Tôi trao mà coi như là coi như nghèo luôn. Tôi like từ đây tới 10 giờ đêm luôn. Ngầu đó hết đi mấy chị. Ừ, bữa nay tôi... Trời ơi, mấy mấy ơi, nói thiệt nghe mấy chị. Cái xếp này nhà em may đúng 3 tháng rưỡi rồi nè mấy chị. Cái xếp trắng này nhà tôi may đúng 3 tháng rưỡi mà bữa nay nó về với tôi nè. Mấy chị thấy nó ác nhơn không? 70-80 kg. Đù má nó quá ác nhơn với tôi luôn á mấy chị nè. Vải quá trời đẹp luôn rồi, sale 150 xếp trắng. Xếp quần trắng 70-80 kg. 70-80 kg xếp quần trắng nha. Đù má nó ác với tôi dớ trợ luôn. Trắng nhiều tiền đây. Xếp trắng của Hòn Võ 150 nha. Má nậu nó ra trời ở 3 tháng rưỡi rồi bà Hòn Võ. Nè mé nậu nó ra thì dập hết chứ. Nè bán cái áo khoác phía cho mấy chị với giá 150 ngàn là đẹp lắm. Size mấy chị vừa, size em vừa nha. Áo phía trắng có co giãn nè mấy chị, size em vừa. Nấu ở từ 70-85 kg vừa nha mấy chị. Vải co giãn cực kỳ đẹp rồi, áo phía 150 nha. Nha, áo phía 150 nha. Thấy. Thấy quần trắng khách thấy. Không thấy em rồi, thấy Thanh Dung nha. Cái quần trắng khách lấy nãy giờ nửa tiếng rồi Thanh Hà ơi. Khách lấy nửa tiếng rồi. Đây em có một cái quần kim. Lộn, em có một cái quần legging xịn mấy chị. Quần này chị nào khoảng cỡ dưới 65-67 kg hút. Quần legging này bán cho mấy chị 80 ngàn. 80 ngàn nha. Áo vest của ai? Áo vest của Quy Đàn không có vừa. Áo vest của Linh Đàm. Bạn không biết bà Linh Đàm nhiêu ký nữa. Áo vest của Linh Đàm 150 ngàn. Xếp 150 khách lấy rồi chị. Bán cái đầm mặt mùng 1 Tết nè mấy chị ơi. Bán cái đầm mặt mùng 1 Tết luôn em. Đầm số 10 size này còn cỡ dưới 75 kg. Đẹp lắm mấy chị. Đầm này 250 giờ xe cho mấy chị còn 190. Chị nào chốt 190 chốt lên giùm cho em nha. Quần của Đặng Kim Bảo nè. Quần 80 ngàn của Đặng Kim Bảo. Quần 80 ngàn của Đặng Kim Bảo có dấu nè. Đầm này dưới 75 kg. Bán cho mấy chị với giá 180 đi, khỏi bán 190. Bán 180 cho nó đỡ nhục nè. 180 ngàn nha. Đầm này xưa dưới 75 kg. 65-74 kg là vừa. Áo này 70-90 kg. Áo này 290.
Bây giờ còn đúng một cái sale cho mấy chị 180 ngàn. Áo này mặc với rinh là hơi bị đẹp luôn. Comment giùm em áo, áo lông chuột 180. Áo lông chuột 180 ngàn nha quý vị ơi. Áo biết khách lấy rồi, ố là la. Chị ơi có thấy em không mà không bán đồ cho em vậy? Có, chị comment sau em không có đọc. Em đọc mấy chị comment hết em đọc lòi bản họng luôn á. Nó thích mà. Nó thích. Áo của Trần Phát, Mai Phạm đầm 180 của Mai Phạm Phú Yên. Áo của Trần Phát nè 180. Để qua qua bì like xong nữa thôi. Chắc là bỏ dưới gầm đó chứ vậy. Không, qua like ngoài này mình sẽ bỏ dưới gầm được. Chị ơi, áo này 180 ngàn mấy chị. Áo này size từ 70 tới 100kg vừa. Áo này rất là đẹp nha, comment giùm em áo 180. Áo 180 này không có bớt nha, áo 180 này em còn rất là nhiều nè. Chị nào chốt áo 180 chốt lên giùm em. Áo 180, 68 tới 100kg vừa nha. Lông chuột khách lấy rồi. Lông chuột khách lấy, áo 180 khách lấy. Comment giùm em áo đen 180. Áo 180 của vợ cua Lê Kim nè. Vợ cua Lê Kim áo 180. Áo đen, áo đó nhiều lắm, vừa cua Lê Kim. Áo đó bên đó em bát ngát nè. Bây giờ em xem cái tiết. À, đù má còn, còn. Còn tiết đen nè mấy chị, thương yêu nghiệp gì đâu. Tiết đen hồi nãy em nói mấy chị 80-90kg còn một tiết nè. Đây, xeo luôn cho mấy chị tiết trắng đen 150 ngàn, tiết trắng đen 80-90kg. Áo đó em nhiều lắm. Hải ơi. Rồi mày lấy cái cục dưới mày rút cho tao còn gỡ 5 cái áo có màu đen này. Áo 180. Cái cục nào ở dưới á. Xếp đen của Hòn Võ. Đấy hả? Hòn Võ xếp đen. Năm cái đủ màu. Cục nào cũng được. Má đầm suông này tôi không có mặt này mấy chị. Đầm suông này đúng tôi không có mặt luôn á mấy chị. Đây 350 ngàn đầm suông này dưới 90kg vừa. 70-90kg vừa. 70-90kg vừa đầm suông sọc. Chị nào chốt đầm suông sọc chốt lên giùm em 350 ngàn. Ô lọ đúng rồi 350 ngàn mấy chị. 350 ngàn đầm suông sọc nha. Mày lấy cục nào mày nhớ nha Hải. Chớ kêu rút nữa là mày không biết mày rút á. Đầm suông sọc 350 ngàn mấy chị ơi. Chị ship toàn quốc nghe vừa vừa, ship toàn quốc 20 ngàn. Đầm của Phương Thảo 350 ngàn của Phương Thảo tỉnh nè. Nửa Trần Phát không? Tôi xả hết bill tôi nói thiệt á. Bây giờ mà quăng xong nè, lãnh anh cái bill Trần Phát ở lò kia kìa. Nè ngay chỗ chân em lông chuột á. Ba năm mà xả nữa là tôi xả hết bill á. Bây giờ quăng một nùi ra mà đã hàng sale rồi, mấy chị cứ dày hoài. Tức đâu mà em like cho kịp mấy chị. Cẩn thận mấy chị ơi. Lê thiệt hả chứ không phải giỡn đâu. Đẹo mít lòng nha. Mít lòng mệt lắm. Nè áo lông chuột nè. Vô tủ lạnh lấy gì cho em nè. 70-90kg lông chuột. Rồi 180 ngàn comment lại giùm em lông chuột. Tàu em giữ gì mấy chị. Rồi đóng không có tiền ra đâu quạo à nha. Cái này là vui vẻ không quạo rồi. Lại này chị quạo thiệt á. Rồi chị nào chốt chuột comment giùm em chuột. Nguyễn Thị Kiều Nga inbox địa chỉ số điện thoại này nè. Nguyễn Thị Kiều Nga inbox địa chỉ số điện thoại. Quẹo lửa mấy chị ơi. 68-100kg vừa. 68-100kg vừa áo nha. 68-100kg vừa áo đen nè. Chị nào chốt đen có đen nha. Nè áo áo đen. Hết chưa? Hết bơm chưa? Thôi 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 mới bao rồi. Ướm quá ướm rồi. Ướm quá ướm. Còn 2 bao bự nữa. Nguyễn Thị Kiều Nga inbox địa chỉ số điện thoại. Nè trắng nè mày ngồi đó đi. Ngồi đó xếp đồ đi. Xu vậy chưa. Đây nè mấy chị ơi áo này là áo trắng 68kg nha. 68kg tới 100kg vừa. Cái này cái đen. Này cái trắng. Cái này là cà phê sữa nè. Cái này là cà phê sữa. Cái này là vàng nè. Cái này là cam đất nè. Đó chị nào chốt áo màu gì thì chốt giùm cho em nha. Long chuột chị vừa không khách lấy rồi chị. Long chuột khách lấy rồi. Rồi comment nhà mẹ lông chuột khách lấy rồi mấy chị ơi. Còn cái lấy áo đen này nha. Ok. Nè Thanh Tứ Lê nè anh. Mang nè. Có
Còn cái gì mà siêu răng răng, cái gì Nguyễn Ngọc, gì Ngọc Nguyễn, gì mà tiếng Anh ở đằng sau có đi bóc chưa? Có đi chạy chưa? Khách quen hơn lạ. Nguyễn Thị Kiều có rồi nè. Ngọc Trinh Eri có rồi. À, Ngọc Trinh đúng rồi đó, Ngọc Trinh. Thanh Thúy Lê. Cái này Thanh Thúy Lê phải không? Đúng rồi. Nhiều tiền. Thanh Thúy Lê 108. Trắng của ai đây? Trắng của Trang Lê. Nè nè, xếp lại trắng của Trang Lê không hả giống? Em có địa chỉ số điện thoại Trang Lê chưa? Chị Liên Cô coi cầm đó, áo này em nhiều màu lắm chị. Áo này em phải 1.800 cái em nói thiệt mà. Trang Lê, hỏi chị Trang Lê có địa chỉ số điện thoại sợp ra đi anh ơi, coi cái màn hình nền sợp ra. Cam đất đẹp lắm chị, cam đất cực kỳ đẹp. 108 quẹo lựa nha. Bà Yên ơi, tôi muốn mua áo khoác giờ chưa có áo khoác vậy. Em đang ra xếp thể thao đẹp lắm. Màu vàng cũng đẹp mà cà phê sữa cũng đẹp nè mấy chị ơi. Cho mấy chị coi hết rồi qua tiếp nè. Ồ, thấy hàng bom em mệt quá. Vàng nè mấy chị, vải đẹp lắm. Chừng nào có đầm sơ mi em cho chị. Dạ ok chị. Xem cà phê sữa của Thương Thương. Nhiều màu lắm mà nhiều kiểu in lắm. Tí xíu em cho Thương Thương coi cục khác. Đây nè mấy tình yêu ơi. Này. À, rồi, chị nào chốt màu gì chốt lên giùm em đưa qua cho anh Hải. Nó xếp vô nè, xếp vô được cục vô cái cục đó nha Hải. Màu vàng, lấy cam đất cho Liên Tô, lấy vàng cho vừa cua lên kim 108, 108. Cam đất quay. Cam đất cho Liên Tô, vàng của vừa cua lên kim. Liên Tô, vàng. Thấy đâu Kiều, thấy. Áo trắng của Như Nguyễn, Hải ơi lại rút cái áo trắng Hải. Áo trắng của cái cục đó. Như Nguyễn thành phố anh ơi. Rồi Như Nguyễn thành phố. Bây giờ nè mày lôi mày lấy cái cục dưới cùng lên cho tao. Cục dưới cùng ngoài cùng. Cái cục nào hổm giờ chưa lai lấy lên đây. Ủa đừng có quăng quăng nó xúc ra đổ không biết ngoài á các bạn. Rồi vô tiếp nè Mạnh ơi, lộn Mạnh ơi. Bán cái áo này cho mấy chị 50.000. Đây 50.000 đồ hồi sáng đi bây giờ gộp nha. Đây là mấy chị 50.000 dưới 75kg vừa áo rêu 50.000. Chị nào chốt áo rêu 50.000 chốt lên giùm em áo rêu 50.000 dưới 75kg nha. Cam đất của Tiên Nguyên. Tiên Nguyễn inbox địa chỉ số điện thoại nha. Lên cầm đất nè. Đồ má cái cục đó đẹp á. Lên cầm đất nè. Cam đất của Tiên Nguyễn, xin địa chỉ số điện thoại Tiên Nguyễn anh ơi. Rồi ok. Cho lên địa chỉ cái này tao phải cầm đất. Mày bị liều á. Mày sửa mà. Mày bị mang ngáo đá hơn hả? Trăm liều 50.000 nè. Nè. Ủa này vàng. Cái đó mua vậy. Có cam đất nhiều lắm. Cái cam đất nó giống như cái đỏ mà mày nghĩ sao mà kêu cái đó cam đất vậy? Đừng có quăng xuống con. Đừng các bạn, đừng quăng xuống các bạn. Chị ơi lấy cam đất coi chữ khác được không? Đó đúng rồi đó. Nè. Cam đất đó. Còn cái cam đất nữa không? Lấy cam đất cho hàng hồ. Nhiều lắm. Tuyên Nguyễn ơi, chị em bóc vô phân bay đi giùm em cái đi. Đó đúng rồi đó, một cái cam đất nữa. Một cái cam đất cho hàng hồ. Em bóc đi chị ơi, không có nhớ hết đâu. Rút một cái thôi nha, đừng rút nhiều lộn xộn trong cái đống đồ rồi đó. Rồi lên tiếp. Bán cái áo sọc này cho mấy chị 50.000 đi. Về mấy chị ủi ra dưới 90kg cũng vừa. Đây mấy chị ơi, từ 80 tới 90kg cũng vừa, áo sọc 50.000. Chị nào áo sọc 50.000 chốt lên giùm em. Rồi đưa cây đó vô đây, đây, ở đây, ở dưới đất đây nè. Đây, để tôi đưa lên cho bà vừa cua lên phim coi. Áo 50.000 áo sọc nha, hàng xuất. 50.000 áo sọc hàng xuất. 50.000 của Phương Thảo Tỉnh nè. 50.000 của Phương Thảo Tỉnh. Rồi bây giờ lên áo chữ lớn nha mấy chị nè. Áo sọc. Em ơi. Gì? Vừa cua lên game lấy gì màu đỏ thêm gì nữa kìa em đọc. Em đưa đồ lên mới trả lời vừa xong. Mấy chị ơi. Ủa cặp đất này của ai mà dùng đây đây? Mới lấy á. Hàng hồ ghi chưa? Lên nè tình yêu ơi. 68 tới 100kg vừa nha. 68 tới 100kg vừa áo chữ lớn. 68 tới 100kg vừa nè áo đen nè. Áo đen. Ủa áo đen này có 1 cái à mấy chị ơi. Quỷ này nó cục lộn. Áo đen này em còn có 1 cái à nha. Áo đen này còn có đúng một cái thôi. Rồi bây giờ em lên cái áo này nè. Áo chữ lớn, chữ nhỏ. Trong bây
sở được của ai nữa. Có chị, có là em đang banh, em đang ra hàng teo rồi bà chị. Cầm miếng lên cho em vàng chữ lớn chữ nhỏ nha, đẹp không mấy chị? Ôi vải hơi bị im luôn. Vàng chữ lớn chữ nhỏ, trắng chữ lớn chữ nhỏ, TPB nè, áo đen 180 của TPB, xin địa chỉ số điện thoại luôn. Áo trắng nè, áo trắng chữ lớn chữ nhỏ, 180 quẹo lựa nha mấy chị ơi, 180 quẹo lựa, 180 quẹo lựa, 68-100kg phơm giấu quần ha. Thấy Trang Thùy, thấy nha. Đây áo đen khách lấy, xám chữ lớn chữ nhỏ. Mấy cái này mặc chỉ sọt đẹp lắm mấy chị. Cà phê sữa có chưa? Chưa có cà phê sữa nè. Đó chị Phương Ngọc ơi, lựa áo đen khác nha, áo đen đầu tiên hết rồi. Chị Tuyên Nguyễn inbox địa chỉ số điện thoại đừng có đây nha, cà phê sữa nè. Đây là cà phê sữa nè. Rồi comment giùm em áo đen chữ lớn chữ nhỏ, đen đầu tiên hết rồi. Đen chữ lớn chữ nhỏ nha, vừa lên kèm đây. Đen chữ lớn chữ nhỏ nè mấy chị. Chị nào chốt đen chữ lớn chữ nhỏ chốt lên giùm em nha. Nãy giờ chưa có cam đất đúng không? Lên cái cam đất luôn. Lên cái cam đất comment giùm em đầy đủ đen chữ lớn chữ nhỏ chứ không lộn nha. Đen chữ lớn chữ nhỏ đây, cam đất đang quá trời đẹp luôn. Cam đất luôn, màu nào chưa có, trắng có rồi, đen có rồi. Kiếm cái màu đỏ nè. Đỏ ơi, ở đây, đây, đây là đỏ nè. Đỏ 11 quýnh bài nha. Ai? Áo trắng của Hồng Tươi Nguyễn. Hồng Tươi Nguyễn 108 áo trắng nè. Hồng Tươi Nguyễn áo trắng, Thương Thương áo trắng nè. Chế Thương Thương nè. Thương Thương inbox, anh ơi kiểm tra địa chỉ số điện thoại nãy giờ nha. Chứ em thấy một đùi chưa cho luôn á. 108 của Thương Thương xin địa chỉ số điện thoại luôn nè. Chữ lớn chữ nhỏ cà phê sữa của bé vỏ dâu tây nè. Chị Đi Ngang ơi, chị inbox thì chị Đi Ngang ơi. Chị cho cái này mà không lấy được đâu nha. Vỏ dâu tây nè. Rồi chụp lên kia cho. 108 của vỏ dâu tây nè, chữ lớn chữ nhỏ vàng, chữ lớn chữ nhỏ nè. Bé Nguyễn Thị Gấm nè. Đó, chị Yên yêu dấu mua đồ của Yên mong bạn đừng phán xét. Tôi mua đồ của Yên mong bạn đừng phán xét vừa bãi, không có gì đâu mấy chị, bình thường đi. Đừng có giận hờn gì hết trơn á. Gửi túi cho em chưa biết nữa ai. Cái gì vậy chị, vụ gì, đừng có giận gì hết trơn á. Mua đồ em là phải thương em, không có giận gì hết trơn á mấy chị. Em đang chuẩn bị quà cho mấy chị, em sẽ chuẩn bị tổng cộng là coi thử cái có em 50 phần quà, hứa luôn 50 phần quà năm nay luôn, gồm một tiếp sữa rửa mặt và một cài áo trên em, cài áo đẹp chứ không phải cài áo loại thường rồi đâu nha nha. Ok rồi, cái chị nào chốt nữa không nè, mấy chị có chốt nữa nha, vui vẻ không quạo nha, quạo nghỉ chơi à, bất kính giái à. Rồi không chốt nữa đúng không nè, đưa ra cho anh Hải hết đi nè. Hải xếp lại cột thành cùng em, ai nói gì nói mày cứ xếp lại thành cùng đi. Rồi xong, chị nào chốt áo đen chữ lớn chữ nhỏ chốt lên giùm em nha. Đấy rồi bây giờ lên tiếp xếp nè, không có quạo gì hết trơn á. Em nói là em nói chung vậy thôi chị mấy chị. Trời ơi, đầm sơ mi 80-90kg quá sướng luôn, quá sướng luôn á chị. Sale luôn còn 170 nha, 270 sale luôn còn 170 nè. Trời ơi, đầm dây xích này đẹp quá trời luôn, 170-80-90kg đầm dây xích. Chị nào chốt sơ mi coi giãn đầm dây xích chốt lên giùm em. Ok, lấy thêm cái bàn 90kg của Tuyên Nguyên. Tuyên Nguyên kia cho địa chỉ số thoại nha. Chốt đi rồi Tuyên Nguyên cho địa chỉ số thoại. Tuyên Nguyên ơi, lên giùm em địa chỉ số thoại đi chế ơi. 170 ngàn. Đồng xa mi 170 của Hoàng Võ. Bán bộ ngủ cho mấy chị 60 ngàn này, dưới 72kg. Nè, dưới 72kg 60 ngàn bộ ngủ dễ thương không? Ờ, à, nói thiệt với mấy chị nha, bộ này phải ổn. Bộ này em may phải gần 4 tháng hơn rồi mấy chị. Đủ má giờ nó bơm hàng em, mà cục hàng nó lưu lạc ở ngoài đường nè. Bán cái này mà không có vốn của cha mẹ cho mượn chắc. Của TTB cho địa chỉ xong rồi chứ vậy? Chưa. Trời ơi. Anh đang kiểm Thương Thương luôn nè. TTB nãy giờ lâu lắc lâu lĩ cũng chưa cho điện thoại. Xả mẹ hết đi. Ai mà không inbox địa chỉ xong rồi xả mẹ hết đi. Chị đang vui vẻ, mấy chị làm đâu quạo không à. Xẻ hết đi. Mai không có đồ, không có địa chỉ số điện thoại gửi hàng cũng vậy à, xẻ đi. Rồi mai tôi với ông chữ lộn với lộn tiếp đầu nữa. Thanh Tâm 60 ngàn nè. Mai giờ có địa chỉ rồi. Dạ để em kéo món nẻo chị xuống. Giòn sao tiên ơn. Thôi bà cho địa chỉ số điện thoại trên đây giùm tôi nè. Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho bà tôi chốt hàng được chưa. Cho lại địa chỉ số điện thoại trên này đi má. Đây nè mấy chị.
Đầm sơ mi, đầm sơ mi này hàng xúc 350. Vui vẻ đừng ngộ nha, đúng rồi đó. Đây mấy chị comment giùm em đầm chuồng chuồng. Đầm này chị nào mà dưới 75kg mặc rất là đẹp. Đầm sơ mi này 350 sale luôn đầm. Sale cho mấy chị còn 150. Comment giùm em đầm sơ mi chuồng chuồng. Ti ti be nè, một phát nè. Rồi ti ti be bỏ đây. Thương thương nè, 2 phút nữa để đây. Thương thương còn cái nữa. Còn cái đầm áo màu vàng nữa. Màu vàng không có. Áo vàng chưa chốt hả? Không có chốt. Chốt luôn rồi để ra đây. Chưa, thấy anh chưa chốt. Còn nhiều. Còn nhiều. Quá thương thương chưa có đúng rồi. 150 của ai à? Chưa biết. Đầm sơ mi của Đặng Kim Bảo 150, đầm này chị Yến Yến không vừa. Nè, thương thương với lại ti ti be nè, 2 phút nữa sẽ thiệp. Có sẽ thiệp với sẽ giỡn thôi nha mấy chị. Bà nội Nam Phương mà không chốt ngoài mà vô đây đang đen, đen trắng chữ lớn chữ nhỏ gì nè. Lấy cho bà đi. Em có gì với một set đen trắng 150 với một cái áo trắng đen, một trắng một đen. Chỉ có người bán mới hiểu rồi. Lấy đó áo một trắng một đen, áo bên ngoài nó đang còn á. Một trắng một đen. Ngồi im đi. Khoảng cỡ 15 phút nữa em đưa cái bao hàng xé chín tắc ngày hôm kia gì à. Mà nó mắc cái sao vàng hẻ chưa bốn bán được em sale cho mấy chị nha. Đây, áo này 180 sale cho mấy chị 120 nè. 70 tới 100 ký. Comment giùm em áo 2 cọp 120. Áo 2 cọp 120 nha. Em còn tới mấy bao tải hàng bom rồi. Mấy chị yên tâm đi. Áo cọp 120. Nãy giờ chưa có lấy đâu mua được chị Thảo. Áo cọp của Nguyễn Thị Trúc Linh lên ơi, 120 Nguyễn Thị Trúc Linh. Nè, set này quá trời đẹp nè, 80 tới 90 ký. Set này tôi chưa có luôn á mấy chị. Tôi nói thiệt, set này nè, sale cho mấy chị 200 thôi, set này tôi chưa có để mặc luôn á. Nghĩ sao mà set Chanel đẹp vậy mà đi bơm nè mấy chị. Set Chanel 80 tới 90 ký 200. Chị nào chốt set Chanel này chốt lên giùm em 200. Áo cộp khách lấy rồi, 200 set Chanel 80 tới 90 ký nha. Chị nào chốt set của Trần Liễu nè, 200 của Trần Liễu. 200 của Trần Liễu nha. Cho tấm ảnh nè. 200 của Trần Liễu. Set đó còn. Bữa nào chị rút vàng ở Phú Yên vô tao bán cho. Bán cho mấy chị cái quần legging 70.000. Size này dưới 65kg quần legging xanh. Nó giống như quần tây nha. Comment giùm em quần 70.000. Comment giùm em quần 70.000 nha. Khổ quá mà comment tao không thấy. Ai? Nam Vương. Em khổ quá mà. Bả còn một cái bill có cái áo rin á. Ừ hả? Sáng gửi rồi mới ưu. Sáng gửi rồi nè. Áo này tặng nè. Áo này của quần này nhiêu quên rồi. Set 200 khách lấy rồi. Quần này nhiêu quên rồi, 700. Tôi dành không lại cho mấy má. Ti be chưa cho địa chỉ chốt gì nữa ti be. Ti be em xả biêu chị rồi. Chị đừng chốt hàng nữa, chị chốt hàng chị em cho em địa chỉ số điện thoại. Em chốt làm gì? Em chốt bằng cái niềm tin hả chị? Giờ chẳng lẽ em chốt qua đây rồi chị đứng ngoài quanh cửa chị. Ở bên đây em lại quăng cái bắt ra cái của chị chụp được. Mấy chị kể chuyện giống như Doraemon vậy á. Quần đó của Trần Ngọc Thúy Phi. Con quỷ anh hay hơn sao nó nhạy dữ vậy trời, mất tặng cái có nó liền à. Con quỷ đó mày mút chết rồi tao nói cắm ba cái nhang lên chưa giải tên đứng trước mặt đụ mẹ thiệt á chứ. Thứ yêu nguyệt thiệt á chứ. Xếp đó khách lấy rồi mấy chị. Bán cái áo tím cho mấy chị 80.000. Chị nào mà từ 70 tới 88kg, 85kg cũng vừa comment giùm em áo tím 80.000. Áo tím 80.000 nha. Đây xếp Gucci mấy chị. Xếp Gucci này dưới 75kg nè. Xếp này 200 mấy giờ bán cho mấy chị 140. Comment giùm em xếp Gucci xanh 140 quần đùi nha. Xếp Gucci xanh 140 quần đùi. 140 quần đùi xếp Gucci xanh nha. Oh, đùa mẹ áo khoác nè. Chế càng chửi em càng ghiền. Mày bị đứt dây lắm rồi anh nè hăng rồi. Tao nói thiệt. Trên trời dưới giếng còn mình mày chứ còn cái thứ hai đâu ha. Mày giống quỷ ghê. Áo khoác này size 70 tới 85kg. Áo chữ đen lớn chốt cho em nha.
Ám chủ đen lớn hết rồi, còn đen lớn đen nhỏ xin đi Nguyễn lấy được không? Chị ơi còn bill nào? Chị ơi em còn bill nào? Còn cái ánh tuyết xếp 140. Ánh tuyết xếp 140, áo tím hai chốt không vậy? Ánh tuyết không có gió xếp 140. Áo khoác này 300 xem còn 200, áo khoác cu xì. 1, 2, 1, 2, 3 còn cái nữa. Rồi ba cái áo này 100 ngàn. Tôi cũng không biết size nào hết đó. Có size 70, có size 80 và có size 90. Rồi. Comment 20 lần không thấy Ngọc Phương. Lấy đen chữ lớn chữ nhỏ đó, đen chữ lớn chữ nhỏ. Hải nó mới cột đâu ạ, cái cục Hải mới cột đen chữ lớn chữ nhỏ đưa xuống cho anh Phương. Hồi nãy lấy hai cái cho anh kia chưa? Rồi lấy đen chữ lớn chữ nhỏ cho Ngọc Phương đi. Ủa em bán gì vậy, lấy xếp 140 cho ai không? Anh tiếc, con này 80 ngàn, không ai lấy vậy, có tiếng nè. Áo khoác của vỏ dâu tây đâu, 200 ngàn của vỏ dâu tây nè. Áo khoác nó mới chị đi mùa nắng cực kỳ mát. Bán ba áo 100 ngàn cho ai đây? Ba áo này là hên xui nha. Ba áo này Linh Đàm có vừa đâu. Nè ba áo 100 ngàn của Linh Đàm nè. Ba áo 100 ngàn của Linh Đàm đó là áo hên xui đó nha, tôi chưa bung ra đó. Áo đó là áo hên xui đó. Đi đi ơi, comment nhanh lên em yêu. Comment nhanh lên em ơi. Comment chậm rồi nha. Comment chậm rồi. Nè cho 671 lớn mặt này. Ta bán hoài ta mệt quá. Ủa thì tôi chị nào mà tới nhà tôi cho lựa cái bao áo con, bao đồ con nít luôn. Tôi cho lựa luôn. Tôi cho lựa tôi tặng luôn. Tôi ghét quá mà. Đây em có cái zoom nè. Gì vậy? Nãy Quy Đàm hay Trâm Đàm Quy Đàm gì? Linh Đàm. Em có một cái zoom khoảng cỡ 60kg thôi. À bán cho mấy chị. Cái zoom này nói chung là size nhỏ, không mà tới 60 nè. Phải không mày mặc cái này vừa cho mày luôn nè, khỏi bán. Zoom này size, zoom này hại chưa không? Nhưng nó còn cỡ 50kg rồi chị Văn Phạm khỏi lấy đi. Nè, em có một bộ nhà nè. Bộ nhà dưới 80kg. Bộ nhà dưới 80kg, 85kg nè. Rồi bán bộ nhà caro này cho mấy chị 80 ngàn. Comment giùm em bộ nhà caro dưới 80kg, 80 ngàn. Pha vơi nãy không biết pha luôn. Hết áo khoác em còn được 3-4 cái ở trong này mà giờ em lo em có được. Không không, riêng mày là khỏi qua Triệu Linh nha, riêng mày là khỏi qua. Ủa nói nghe nè, Tibe bà chốt đồ làm gì mà tôi xin cái địa chỉ số điện thoại giờ bà không trả lời mà bà vô bà hỏi Phong Long gì tùm lum hết vậy. Tôi la bà thì mất công là coi như mất lòng đúng không? Nè caro của Thanh Nguyễn nè. Thanh Nguyễn có dấu 80, Thanh Nguyễn có dấu 80. Cho chốt hàng mà không cho địa chỉ xuống ngồi chốt chi má. Nè mày gài nút lại cái này cho chị ơi. Cái đầm bếp đây. Tao coi thử đầm bếp sao gì tao bán luôn. Trời ơi, tôi nói thiệt á. Đây là một cái set cực kỳ đẹp. Em cho mấy chị coi cái set này nè. Set này dưới 70kg thôi nha. Cái set này nó rất là đẹp nha. Em có một set á. 80. Em nói thiệt nha, cái set này mấy chị mặc vô không đẹp đi kiếm Mỹ Yên dưới 70kg. Set này sale cho mấy chị cũng còn trong được, đẹp lắm mấy chị. Ở trong nó có một cái áo dây mà set này nó rủ mà nó mát đẹp lắm. Set 9 tóc, rồi sale 150 dưới 70kg. Tôi trả lời bà TTB hoài, tôi mệt quá. Tôi hết muốn trả lời nè, xã viên của TTB nè. Chị nào chốt áo chữ lớn đen, comment giùm em áo chữ lớn đen 180 của TTB, xã viên TTB. Tôi trả lời bả tôi mệt quá. 150 của Ngọc Nguyên ô đù. Ngọc Nguyên mà chốt cái tiếp này là Ngọc Nguyên hơi bị trúng mắng. Nè bây giờ tôi hỏi bà Bích Tiền Nguyễn nè. Bà nhiêu ký vậy mà tôi thấy bà chốt tới 90kg. Mà tiếp 70kg bà cũng chốt vậy bà Bích Tiền Nguyễn. Chốt bà một người nhiều tiếp tôi không có chốt đâu nha. Ai đây? Ngọc Nguyên thành phố. Ngọc Nguyên không giấu. Sao anh nhớ? Anh Nguyên sao mà anh nhớ?
rồi. Là trả lương hạn 200 có như đó, nhiệm vụ như đó không nhớ. Cuốn lên tôi điện luôn á. Thấy cái mặt nó vậy á đó. Vui vẻ ông quạo nha. Bắt bắt thủy tiên coi vô. Ủa đây có chốt 80 kg mà tôi nhớ lộn. Đấy. Muốn quăng vô quăng ra, nó lộn quăng ra quăng vô lại. Bao tiền vậy? Bắt thủy tiên. Bắt thủy tiên. Dạ khách lấy cho chị Liêu Ngô, bây giờ em chỉ còn chữ trắng thôi. Em chỉ còn áo trắng thôi chị. Cái đầm này size 100 kg nè. Đầm này mà chị nè, 90 tới 100 kg quất đầm vét. Đầm vét 90 tới 100 kg quất nha, 150 nha. 180 bắt thủy tiên. Nói cung mai nhận đồ nha. Đây mở, mở gì bấm. Bà nọn che áo dài nó cũng bơm nữa trời. Đủ má áo dài nó bơm tết rồi cho nó ở trùng thí mẹ nó luôn. Đầm vét của Linh Đàm 150. Linh Đàm có dấu. Áo dài 350. Áo dài 350 sale còn 250 ở quốc chạy đi. 90 tới 100 kg bà nọn mẹ nó thiệt hết chứ. Áo dài mà nó cũng bơm cho nó ở trùng thí mẹ nó luôn đi. 350. Xeo còn 250 áo dài 90 tới 100 kg. Bà nậu mẹ nó thiệt có chứ. Bơm áo dài tết đó cho nó mặc cái bikini đi chúc tết mẹ nó luôn đi. Áo dài mà nó cũng bơm nữa. Cái mượn mẹ mượn cha nó vô mua đâu không biết nữa. Cái gì không mua chị là sao? Mấy bà chúc hàng kiểu gì vậy mấy má? Thì người ta kêu 90 tới 100 kg cũng chốt. 250 của Thúy Lê thì thu là đưa cái áo dài của Linh Đàm đặt kiếm đi. Ok chị Liêu Ngô, áo đó em nhiều lắm Liêu Ngô. Chị Liêu Ngô muốn mua em vô một cục hàng cho Liêu Ngô coi. Nếu Liêu Ngô muốn mua rồi Liêu Ngô inbox cho em địa chỉ số điện thoại đi. Liêu Ngô nè. Inbox địa chỉ số điện thoại nha chị ơi. Inbox cho em địa chỉ số ngồi áo dài của 4 chữ gì đó. Thúy Lê Thị Thu, không có dấu. Cái áo là lấy cái đầm 150 ngàn này là không có cho đổi trả đâu nha. Ủa thì vé cho ai nói gì đâu, bà chút viết rồi bà từ bà xả ra. Ai chút áo dài? Linh Đàm xả cái viết nè. Chốt cho Trương Ngọc Thanh 250. Bữa sau là ghi giá trước đi. Trăm rưỡi của Trương Ngọc Thanh. Trương Ngọc Thanh nè. Quăng ra sau đây. Xả đồng má. Áo tặng. Chị nào chốt áo tặng em tặng nha mấy chị. Rồi lên tiếp đi. Hỏi đằng sau rút kinh nghiệm không có sao hết trơn á. Tôi chửi cái mỏ tôi vậy tôi đâu có bỏ bà được. Tôi bỏ bà, mấy bà bỏ lại tôi sao? Mấy chị ơi, 75 tới 90 kg cũng vừa. Áo này 250. Giờ xe cho mấy chị còn 200 áo meo. 200 ngàn áo meo nha mấy chị nha. 200 ngàn áo meo. Áo tặng của Bích Tuyền Nguyễn không có dấu nè. Bích Tuyền Nguyễn không có dấu. Sao bạn ơi? Sao bạn? Để Nguyên làm xong Nguyên chở đi bắt hóa xanh. Nha. Ok. Nha. Đây là gì chứ? Đi bè coi địa chỉ số nhỏ lại rồi đó. Xả đồ rồi. Thôi xả đồ chứ mấy bà ầu ô ví dầu rồi. Nguyễn Cúc 200 nè. Ầu ô ví dầu ngồi hàng gửi đi bôn cũng vậy à. Mệt lắm. Bán cái hàng mà xin địa chỉ nãy giờ 15-20 phút luôn. Đây mấy chị ơi em có một cái đầm này nè. Cái đầm này chị nằm dưới 85 kg mặc rất là đẹp nha. Rồi đầm này em xe cho mấy chị 150 nha. Comment giùm em đầm xanh 150. Coi cọng dây nè. Đầm xanh 150 dưới 85 kg nha. Chị
em thích cái quần nào chị comment cái size vô cái quần đó đi, rồi bữa nào ship em nó ship quần khác xuống chị chịu ship, rồi ship em nó lấy cái quần về chứ không sao đâu chị Trang. Anh coi 550 ai lấy, ai đốt cái gì mà ngợp dữ vậy anh? Nằm 150 của Linh Đàm rồi. Văn Phan chờ. Chờ Văn Phan ơi. Cô điện nó đang ship á Văn Phan. Áo này hồi bữa chị nào đặt nè. Áo này nè. Trời áo này mà gì mà không á. Em không có hàng bán luôn á chị. Áo này 350 em không có hàng bán luôn. 70-90kg mà đi bơm hàng em nè. Xeo áo Dior 250. Xeo áo Dior 250 nha mấy chị nha. Xeo áo Dior 250. Mấy ngày nay đi nó chậm lắm. Trời ơi coi nè. Nghĩ sao vậy không? Em có cái xếp 65kg nhưng mà sexy lắm nha. Em có cái xếp 60-65kg nè. Xeo cho mấy chị còn 140. Đây là mấy chị áo 250 của Nguyễn Cúc. Ủa Nguyễn Cúc kiểm tra cái địa chỉ số điện thoại chưa nha? Xếp này 60-65kg xe cho mấy chị 140 đi. Cái xếp này nó bị mắc cái sao dằn hồi nắng này mấy chị. Nó dội đi dội gì hoài luôn á. Áo 250 Nguyễn Cúc chốt rồi chị em Tân ơi. Áo 350 của em á. Ủa cái chị hồi nãy chốt cái áo trắng nè. Liêu Ngô có địa chỉ số điện thoại chưa? Gia Văn Kim 140. Gia Văn Kim 140. Rồi tiếp tục rồi nè mấy má. Ô gỗ ớn vô. Vô chốt Liễu Ngô chốt rồi cũng cho địa chỉ số điện thoại. Ớn sao mà ớn thiệt. Ớn bắt mệt luôn. Ớn không biết nói sao luôn. Chốt rồi nè, Liêu Ngô à, chốt cái áo trắng rồi cũng cho em địa chỉ số điện thoại. Rồi sao chị? Gì? Đưa ra mấy cái đó nó vô hết nè. Đó, ba cái quần mặc 750 nó cũng đi bơm tôi nè mấy chị. Dạ đơn em chuyển khoản, dạ chị chuyển khoản 10 triệu mua từ đây tới Tết vừa hả chị à? Thiệt, ô nghĩ sao quần mặc váy mà nó cũng đi bơm nữa mấy mẹ. Ồ coi quần này nè, thôi giờ bán quần này 100.000 cái cho mấy chị nè, quần lửng 100.000 cái từ 60-85kg vừa. Chị nào hốt 3 cái luôn đi 270, còn cái 100.000 cái. Rầu y vậy mấy chị ác gơ ác á. Đây bộ 140 khách lấy rồi. Có rồi chị Cúc ơi. Lê Đi Phạm áo trắng chốt cho em đi anh. Anh ơi chốt cái áo trắng, rút cái áo trắng chữ ở trên này. Rồi chốt cho Jenny Phạm ơi. Chưa Ngọc Thanh bán quần mặc váy 150. Xong xong cái đống này em sẽ đưa cái bao xếp bộ ra em sẽ sale cho mấy chị nha. Nhưng mà hình như hết size 100kg rồi. Hồi bữa có mấy bộ khách chốt hết rồi. Ba cái quần này 60-85kg vải đẹp lắm nha mấy chị. Mấy cái quần này mấy chị mặc hàng ngày hơi bị sướng luôn á. Bộ sọc. Bộ sọc 80-90kg nhưng mà chưa biết nó là cái gì luôn. À, coi nè mấy chị. Bộ sọc nè. Bộ sọc này là từ 75-85kg thôi, đừng có tới 90kg. 75-85kg bộ này. Rồi bộ này bán cho mấy chị với giá. Bộ này là coi như mua tối hôm đó về mà 30 mấy bộ là bán trong vòng buổi tối luôn. Bộ này xe cho mấy chị 175-85kg. Nè đưa cái này cho Jenny Phạm nha. Lấy của chị Jenny Phạm kia ra ghi cái này đi. Đưa cái chữ to vô đây nha. Còn một bao chữ nhỏ mà. Bao chữ nhỏ hại nó mới cột mà anh không biết để ở đâu. Bao đó còn.
chị Tho lấy mấy cái quần thôi Nguyễn ơi. Bộ sọc của Nghe Võ 107 nè. Nghe Võ 107 bộ sọc. Ba cái quần lửng của Phương Ngọc nè. 207. Quá lỗ luôn mấy chị. Phương Ngọc nhiêu chứ? Phương Ngọc bán quần 207 đi. Bán gì cho nó ra đi thanh thản. Trời ơi, áo khoác lính cũng bơm tôi nữa. Sao ác tôi dữ được trời. Chán nản ghê. Áo khoác lính này chị nào 70-90kg vừa nha. Áo khoác lính 70-90kg vừa. Mấy chị thấy vậy chứ 90kg vivu luôn nha. Rồi 380.000 mấy chị yêu ơi. 380.000 áo khoác lính. Anh coi thử chị Liêu Ngô cho địa chỉ số điện thoại. Chị Liêu Ngô ơi, chị đừng chốt đồ nữa. Chị chốt cái áo trắng mà chị cũng không cho địa chỉ kèm số điện thoại trong inbox, em không có chốt đâu. Mấy chị cho ngoài này em không có chốt đâu. Em nói thiệt luôn á. Dạ chốt lại chữ nhỏ cho chị Jenny rồi. Cái gì vậy bà Yên Tăng? Bữa nay bà không bán hả bà Yên Tăng? Ô bà giống quỷ ghê bà Yên Tăng à. Thiệt. Bà giống quỷ thiệt. Thiệt cái một ngày biểu sao tôi không. Tôi bữa nào 18 âm lịch tôi. Bữa nào 18 âm lịch tôi nghỉ sớm chắc tôi buồn chết mẹ luôn á. Liêu Ngọc chưa có cho gì hết nha. Chưa chốt đồ nè. Khoác của Thanh Bình Lê 380. Em có một cái quần 3 ly. Dạ 90-100kg. Bán cho mấy chị 150. Comment giùm em quần đen 150 ngàn. 90-100kg quần đen. Dạ hết rồi chị Đại Hiệp ơi, hết rồi. Bụi quá trời bụi. Nè, áo hoàng Quảng Châu của chị Ba nè. Rồi bán luôn 20.000 cho đỡ nhục. Dưới 80kg nha. Áo hoàng Quảng Châu 80kg. Rồi tiếp tục bán sale luôn quần đen của Quy Đàm. Ủa bà Quy Đàm trúng mánh rồi. Quy Đàm 150 quần đen. Cái quần nào em chụp qua chị ơi. Đâu, 150 đâu. Cái nào 150. Quần đen ở dưới á. Quy Đàm. Áo 20.000 của Phương Đạo Thịnh. Em có một cái đầm sơ mi mấy chị yêu ơi. Đầm sơ mi này còn cỡ dưới 85kg. Rồi bây giờ đầm này là 350. Em sale cho mấy chị còn 150 đầm đen sọc. Hàng này không cho đổi trả dưới 85kg. Bà tào lao quá bà Thanh Bình Lê à. Áo 20.000 của Phương Thảo Tỉnh. Đầm sơ mi của chị Phương Thảo Tỉnh nè anh ơi. 150. À ô nghĩ sao quần cô không có bán nè mấy chị. Tôi nói thiệt luôn, quần không có bán thiệt chứ không phải giỡn đâu. Thứ nhất là cái vải quần nó rất là đẹp. Thứ hai coi nè mấy chị đẹp không. Ồ thiệt. Mấy đứa nó ác nhơn với tôi ghê, dưới 70kg nè. Quần thể thao dưới 70kg sale còn 150 nè. Mấy chị kéo sao cũng được hết đó mấy chị. Rất là đẹp luôn. Rồi comment giùm em quần thể thao 150 ngàn nha. Đầm sơ mi khách lấy rồi mấy chị ơi. Khách lấy luôn rồi chị Aro. Nước luôn hả? Sao mới gọi lại 7:30? Mới gọi là 7:30. Anh để đi, anh đi rước con ơi. Gọi cho anh Thông Thông mới đi rồi mà phải không? Thôi anh đi rước con ơi. Bà nậu cha nậu mẹ nó thiệt á cho. Quần của Đặng Kim Bảo nè. Ghi giùm em cái quần này nữa anh đi được không anh. Quần của Đặng Kim Bảo 150 nè. Đầm sơ mi khách lấy rồi. Đặng Kim Bảo có dấu. Cho chút mẹ vô. Dạ con cũng làm việc hết công suất mẹ. Coi như là cái mỏ con bao nhiêu phần trăm công suất là con quất hết. Sai khác vậy sai khác. Mai bán. Quần 150 khách lấy. Set này mấy chị ơi 70-80kg. Set này là set FF nè. Sao ảnh đâu rồi.
bảy chục tới 80 kg xích này, xe cho mấy chị còn 160, xe mấy chị còn 160, dạ theo mấy em nha, không theo mấy mấy chị đâu nha, chị Nguyễn Cao Hà Nguyên, xích này 160 ngàn, 160 ngàn xích này, 70 tới 80 kg xích đấy em. Chị nào chốt xích này chốt lên giùm em, 160 ngàn. Anh Tuyết không có giống. Hai đứa lần đó nha. Áo 250 giờ bán nha mấy chị, còn 190 ngàn nè. 190 ngàn áo này từ 70 tới 88 kg vừa. Comment giùm em áo tím nha, vải này co giãn đã lắm. Vải này co giãn cực kỳ thích mấy chị, comment giùm em áo tím. 180 ngàn áo tím. Bữa nay sao chị Euro Phạm comment gì mà chậm dữ vậy chị Euro Phạm? Á nó bơm hàng mà mình tới sợ luôn á. Dù gì cũng giống như xếp ép ép hồi nãy, nhưng mà ép ép này đủ màu, dưới 70 kg. Comment giùm em ép này dưới 70 kg, cái tay đẹp lắm, cái tay với cái cổ đẹp lắm mấy chị. Hai đứa lượng đó nha anh. Đây nè, ép ép này. Đây mấy chị, ép ép này dưới 70 kg. Sao cái trường mà dúng lấy miệt bị giật mồng dữ rồi trời. Áo tím của Hải Hiền, Hải Hiền có giấu em. Hải Hiền 180. Tiếp ép ép này 160 dưới 70 kg. Dạ shop ở Gò Vấp với chị, mà nhà bên em không có cho tới nhà lựa đồ. Nguyễn Thị Tùng bộ 70 kg. Hồi bữa giờ chị Nguyễn Thị Tùng nhận được bill nào bên em chưa? Bữa giờ chị Nguyễn Thị Tùng lừa nhận được bill nào bên em chưa? Còn một cái quần baggy. Đây, quần này chị nào dưới 90 kg hốt nha, 80 tới 90 kg hốt 150 ngàn quần baggy này. 150 ngàn nha chị, từ nãy giờ mới được. Dạ ok chị, 150 ngàn quần baggy. Nguyễn Thị Tùng bữa giờ nhận được bill nào bên em chưa? Yêu chưa cá chắc hết dám chốt luôn á. Không bẩn rồi, bẩn rồi. Sao mình bóc đi gái. Quần của vợ nhỏ nè, bữa giờ chị vợ nhỏ nhận bill bên em chưa? Vợ nhỏ 150. Gần hết rồi, gần hết rồi, cố lên. Gần hết rồi. Chỉnh bé nè, bơm hàng. Còn yêu nghiệt không à? Vô đây đủ má thì cái tao tôi đang like mà mấy đĩ nó thò cái đầu vô cái tự nhiên máu lên tới não. Áo này 250 giờ sale còn 150 nè, dưới 80 kg nha. Comment giùm em sơ mi xanh, sơ mi xanh 150 đi, 75 kg đi cho nó đẹp mấy chị, 70 75 kg cho nó đẹp, 70 75 kg cho nó đẹp nha. Quần riêng chưa lên đó Thanh ơi, like không nổi, rét của hồn lắm. Tiếp tục áo ép ép mấy chị, áo ép 70 tới 90 kg vừa. Rồi, 250 sale còn 200 ngàn em ép ép. 250 sale còn 200 ngàn ép ép nha. Có nhưng mà chưa lên được, ở sau lưng này đầm không luôn, chưa lên được. Đây là chân váy, đây là chân váy mấy chị ơi. Chân váy này còn cỡ 60 kg này. Chân váy quần này còn cỡ 60 62 kg. Sale cho mấy chị còn 130 ngàn chân váy quần. Áo sơ mi xanh của Jenny Phạm. Thấy chữ Jenny Phạm không? Jenny Phạm. Rồi lên tiếp. Quần này size 3, quần này size 35 nè. Rin bạc nhưng mà đẹp lắm mấy chị thấy cái màu rin đẹp không? Cái màu rin này cực kỳ đẹp. Quần này 270 sale còn 220, size này là size 80 kg, 82 kg cũng vừa nè. Comment giùm em quần xanh. Xe mấy chị còn 220. Sơ mi xanh, sơ mi xanh áo sơ mi. Chân váy quần của Đặng Kim Bảo nè, 130 ngàn của Đặng Kim Bảo, trước đây Đặng Kim Bảo có dấu.
Không nha Thanh Dung, nhà có hai vợ chồng mà ngủ còn có thời gian ngủ nữa gái à. Nói không phải chảnh, nhà em không có thuê người chị Thanh Dung. Em đa số tập trung vô like hết. Cho nên là khi mà mấy chị đặt hàng ở bên hình ảnh nè, vợ chồng em nó rối lắm. Tại thứ nhất là nhà nhỏ đó chị, cứ đồ cứ chất lên. Các bạn em không có chụp hình được. Chỉ lại để em nói với mấy chị nghe, cũng một cái đầm, đúng không? Cũng một cái đầm. Nếu mấy chị để cái backdrop chụp đẹp thì cái đầm nó lên đẹp. Còn nếu mấy chị trải xuống nền chụp bình thường, cái ra cái đầm giống như cái đùi dẻ vậy đó. Cho nên đừng có bao giờ mà kêu em chụp hình đó. Quần này của Thanh Bình Lê nè. À, quần xanh của BB nha. Quần xanh của BB 220. Quần này là 80kg nha, size 35 nha. BB inbox địa chỉ xuống thoại liền nha. BB cố lên đi ngồi. Chút nữa mày quăng hai này xuống kia cho tao. Cái này nữa. Cái này tao cũng... Để chị kiểm tra nha, để cái này nè. Tặng cái áo dây beo cho mấy chị nè. Chị giữ tặng vô. Chị cứ nhắn tin đi, rồi từ từ em trả lời liền cho mấy chị. Chứ mấy chị mà cứ áp lực mà làm theo mấy chị là vợ chồng em không có sắp xếp được cái gì hết trơn á. Mấy chị cứ nhắn tin đi, từ từ em giải quyết hết cho. Ông thức khuya giờ làm gì giờ, Bích Tuyền Nguyễn tặng. Bích Tuyền Nguyễn không có dấu. Muốn mà mai đi gì đâu mà. Tặng áo có rồi. Quần này của Trang Trang nè. Quần đeo của Trang Trang cái quần này nè. Còn cái áo sơ mi eo vì nè. Chị comment vô cái bài đi. Em có cái quần ống bót màu xanh nè. Chị Đặng Nguyên lấy không? Để em lấy cho chị Đặng Nguyên coi. Size 35 ấm bót đinh đúng không? Áo em biết đó mà coi. Lấy cái móc tiêu lên nè. Dạ em đâu có tặng đồ gì chị. Em bán mấy năm nay em chưa bao giờ em tặng khách hết á. Em chỉ tặng cho khách giống như là chia sẻ livestream hàng ngày. Hoặc là nói chung là có những cái khách, ví dụ như chị Minh Tâm nè, chị Tâm Thiện nè, chị Yến Yến Quỳnh nè, chị Minh nè. Những cái chị đó coi như là lúc nào mà em vừa chia sẻ, em vừa lên live là mấy chị đã đều bấm nút chia sẻ. Em nói sự thật. Chứ mấy chị ơi, mấy chị mua live mà mấy chị kiếm chỗ nào tặng quà, chỉ có ý riêng là thường xuyên tặng quà cho mấy chị thôi. Nhưng mà tặng quà hên xui. Còn cái áo sơ mi eo vì dưới 73kg bán luôn cho mấy chị 150. Để ta kéo mấy chị vào cái set này ra ta coi thử. Chứ mua hàng, chị em nói thiệt với mấy chị, khách em mua một ngày một bill 7 triệu bình thường. Khách em một ngày em có một cái lượng khách còn có 10 người một ngày mua 6-7 triệu bình thường. Mấy chị tin không? Ví dụ như chị Thanh Thảo Quảng Ngãi, chị không mua thôi, chị mua là một tháng chị dớt còn cỡ 45 triệu bình thường. Rồi kiểm tra kêu nha. Sơ mi của ai? Nguyễn Thị Tùng. Hàng sale không cho đổi trả nha. Rồi nè, cái chị gì mới chốt cái quần rin đâu rồi? Rồi xả, lấy cái quần rin đó chốt cho Thanh Bình Lê đi, xả của BB đi. Dành cho cố vô rồi cũng địa chỉ cũng cho. Xả ra đi. Rồi giữ Thanh Bình Lê vô. Nói sao kêu em la mấy chị. Mấy chị thì mấy chị buồn. Áo này 108 sale còn 120. 70-98kg vừa. Comment giùm em áo 120 nha. Comment giùm em áo đen 120. Thanh Bình Lê có dấu rồi. Rồi vô sale tiếp nè. Em nói rồi hôm nay em đụng gì em bán hết cái đó mà. Chứ đồ ở nhà em là coi như giò đè tí mẹ luôn rồi. Không có chỗ ngồi luôn mấy chị. Đi 120 đi, giờ chốt người ta à. Rước con mà chị như cướp, tội bà giữ im mị. Thiệt. Nè, chị nào size lớn? Chị nào size lớn tôi bán quần riêng cho mấy chị 90 ngàn nè. Không phải hỏi chế đâu, tại em không biết đỡ được. Phải sửa vì không biết. Chút nữa đi, hàng nói chung là hàng chính quy là em cho mấy chị đổi. À, còn hàng sale là em không cho mấy chị đổi, y vậy em mấy chị. Rồi tiếp tục nha.
Chút nữa mình bầu cái áo kia vô kia nha. Đó là kia qua cái áo bên kia. Cái quần này là 90 tới 100 kg. Mày kiếm người ta bên nút dây để ở đâu mà. Ở đây này. Xô nằm ở nhà chơi sao rồi? Chửi đúng người không sao mà. Tôi nói thiệt, có nhiều lúc á, tôi chửi là tôi chỉ chửi những người không đàng hoàng. Chứ thực sự em nói với mấy chị ha, buồn ngủ mà không dám ngủ luôn. Em nói mấy chị đầm cho em thêm ngày nữa. Trưa ngày mai, chiều ngày thứ bảy đúng không? Thứ bảy chủ nhật là lên đầm. Nhiều lúc em chửi khách bơm á, cái mấy chị cũng vô hoàn cảnh đó mà mấy chị không có bơm em á, thì mấy chị lại tự ái. Nhưng mà không có, mấy chị đừng có nghĩ vậy. Mấy chị nghĩ vậy là tội em. Nhưng mà thật sự là có những cái bill em lưu tới 2 tháng trời mấy chị. Đồ mua hàng thì chốt được, lúc tặng ẩn mẹ cần men ông ư. Hên xui đó anh bảo anh tiếp, cho tôi cũng tặng hết chứ tôi có giữ lại mẹ gì đâu mẹ. Cái đó gọi là hên xui á. Đây mấy chị. Nhưng mà mấy chị ơi, size này là 90 tới 100 kg nè. Quần này không có giảm bán luôn nha mấy chị, 90 ngàn. Cái bao quần em đang cầm là 90 tới 100 kg nha. Eo này là tương đương eo đứng á mấy chị, 101. Trăm mốt tới trăm mười lăm. Chín chục ngàn, 101 tới 115. 101 tới 115. 118 cũng vừa nha. Rồi có mấy cái. Phải yên không phải. Dạ em ý yên á Tuấn Lê. Dạ Tuấn Lê là ai vậy Tuấn Lê? Tôi là tôi thấy trai là tôi rận rận lắm. Cho nên là do mà hỏi phải Tuấn phải ý yên không là phải giới thiệu là ai nha. Chứ tôi là tôi rận rận lắm. Tôi không biết là ai mất công là tôi mất dạy á. Yên chửi ai có trong đó thì đứng lên tiếng để người ta hiểu lầm. Ê tôi chửi. Cái đầu tiên của vợ nhỏ, rút cái dưới cùng cho vợ nhỏ 90 ngàn. Hàng này không cho đổi trả nha mấy tình yêu ơi. Hàng này không cho đổi trả đâu, mấy chị lưu ý giùm em nha. À lưu ý, lưu ý giùm em với. Nói chung là cái đùi này là 90 tới 100 kg à. Phải lấy cái bịch trắng á, bỏ vô, nguyên quần 90 tới 100 kg. Quần này lúc còn like á, không có bà Hạnh Nguyên Hồng. Cái lúc nghỉ thì bà kêu Yên ơi kiếm quần cho chị. Ừ vậy không á mẹ. Biết mẹ đã nằm ở đâu nữa. Khổ dễ sợ. Rồi lên tiếp hàng sale nha. Dạ em dặn trước cho không mai mốt cái mấy chị nói tối nói lui rồi mất lòng tứ bề tội nghiệp em lắm mấy chị. Rồi con bá quần lẻ nè, quất luôn đi. Tối nay trường Trần Quốc Tỏ. Chút nữa ông inbox tôi vậy tôi không nhớ ai luôn. Ồ dạo này già lẩm cẩm không ạ? Dạo này khổ già lẩm cẩm cho nên nó vậy á. Tuấn nè, nhắc cái coi không? Đây mấy chị yêu ơi, rồi size này là tương đương size 33 là 9 tấc 33. Rồi bán luôn 108, 9 tấc 33, 108. Tình yêu là chốt lên dùm em 9 tấc 33, 108 nha. Tuấn nè, ủa cho ai chia sẻ livestream của tôi mà ông Tuấn, ông biết tôi vậy? Tuấn nè, Trần Quốc Tỏ. Để suy nghĩ thôi nha, để lục lại cái bộ nhớ có văn hóa của tôi. Cả em để trở lại là chạy muốn mất. Chạy muốn tắt thở luôn. Ừ, đi đón con mà chạy muốn tắt dây nấn luôn phải không mẹ? Mấy chị ơi, ghi là quần 100 kg cho em. Quần còn 100 kg. Dạ, size này tương đương size 33 dưới 70 kg. Bán cho mấy chị với giá 108. 108 lên nằm đẹp đi chứ. Nằm đẹp cho tôi ngày mai đi mấy mát. Cho tôi ngày mai cái đi nha. 70 kg vừa nha chị Văn Phan. Em chốt cho chị Văn Phan nha. 108 của Văn Phan nè. Văn Phan lẹ mấy chị ơi, quẹo lửa mấy chị ơi. Bên đây bán mai đi nghỉ mốt đi làm đỉ nha. Mới xong một cái vỗ. Thứ ba gửi chị cục nha. Dạ chắc chị gửi chị cục bự chứ gửi chị cục 2 triệu không xi nhê đâu. Ờ bỏ vô cái cây băng keo á. Bỏ vô cây băng keo á.
Trời đơn ngó đó má, tím tím lại. Trai ngó của bà trai chứ đâu liên quan đâu. Chỉ có mày là chưa có chồng là mày tém đi tao cho. Tao bây giờ là hết tém được rồi nha. Đây mấy chị ơi, đầm này là con cò dưới 90kg nè, 80-90kg đầm ngọc trai, cả hai túi hai bên nè. Đầm này dài qua gối ha. Rồi đầm này bây giờ xưa cho mấy chị còn 170.000. 170.000 đầm đen. Chị nào con cỡ 75, chị nào con cỡ 78 tới 88kg comment lên nhà. Chào yêu con cạc, không có thủy con cạc à. Sáng gửi biêu thủy con cạc rồi nha. Đó, 100, nói nhiều quên mất mẹ. 260 siêu còn 108, đầm đã từ 78 tới 88, 90kg vừa ok mấy chị. Bỏ xuống cái đầm này cho chị để chị ăn tiền đấy hả. Dạ không là sao chị. Tối có like với Nguyễn Ngọc Thu. Bây giờ đồ không có chỗ ngồi luôn. Bà biết tôi bị dạt ra tới chục kính là bà biết rồi đó. Nói thiệt. Trời ơi, một cục 2 triệu chắc không kịp quá chị. Thiệt luôn. Một cục 2 triệu em nghĩ không kịp. Chưa đụng tới cục trên lầu, mới dưới đây là cũng không. Bữa giờ chị đặt cũng đã 2 triệu rồi. Chị cho em hỏi dưới 70kg, 1m58, là size 70kg cũng được. Size 33. Em còn cái đầm Sumi Gucci. Có dây nịt luôn nha. Sale luôn nha mấy chị, đầm Sumi Gucci. Đầm này dưới 92, 93, 94kg vừa. Đầm này là đầm Sumi nha. Đây mấy chị, cái này là có dây nịt ở giữa nè. Đó, đầm này bán cho mấy chị 150.000. Ok. Lớp 7C thằng Công Ngũ. Thằng Công Ngũ làm Viettel phải không? À, lớp 7C của thằng Công Ngũ. Tôi biết rồi. Ủa, Tuấn ở Sài Gòn, đang ở Phú Yên Tuấn. Ê, ông inbox tôi đi để tôi tập trung, tôi like đi trên nội. Tôi mà không bán được là tối nay là coi như nhà tôi nhịn ăn luôn. Ông hiểu không? Ông hiểu không? Tối inbox cho tôi đi. Ê, chú inbox cho tôi đây. Em có một cái quần. Bao nhiêu đây? Cái quần này còn cỡ 55-60kg nè. Chị nào nè, hỏi mặc thử cái này vừa không? Thử vừa không? Vừa không? Vừa đi cái cổ luôn. Mặc thử, mặc thử vừa lấy mà. Quần này chốt chân trang luôn. Đụng cái cổ này em được vừa. Rồi bây giờ lên xích sale cho mấy chị nha. Bây giờ lên xích sale cho mấy chị nè. Cho em đầm sơ mi của Nhung Vũ. Nhung Vũ inbox địa chỉ số điện thoại Nhung Vũ ơi. Nè mấy chị muốn xếp trắng đúng không? Em quốc cho mấy chị xếp trắng luôn. Đầm gu xì của Nhung Vũ. Bóp giỡn á nha chị. Cuối năm là phải quốc hết 18 em nghỉ rồi nha chị. À hôm nay hay mình tắt like đi cà phê đi. Mày đang ở Nha Trang mà mày cũng giặt giặt à. Đưa Nhung Vũ inbox địa chỉ. Hại đâu mà không? Đưa cho chị. Vừa không? Vừa mặc anh cho mày mặc luôn á. Xếp thì ho đẹp ghê chị, nói thử đúng rồi. Ai? Nhung Vũ inbox địa chỉ số điện thoại Nhung Vũ ơi, 5 phút nữa không có. Xả view nha. 150 của Nhung Vũ nè. Chị nào chốt chốt lên giùm em nha. Tết có tặng cho tôi gì không? Nếu từ đây tới Tết Nguyễn Thị con cạc mua một view 5 triệu tặng Nguyễn Thị con cạc một chàng trai. Một chàng trai 18 tuổi nha, còn trinh nguyên cho Nguyễn Thị luôn. Ok chưa? Chế ok chưa? Bán cái áo này 100 ngàn nè. Dễ thương không? Dưới 75kg. Dưới... Nó bị rút cọng dây, nó bị rút... Nè rồi bán 80, nó mới bị rút cọng dây giống gì hết đó. 80 ngàn áo màu hồng dưới 75kg. Áo này 100 ngàn nè, áo này áo kiểu sơ mi nè. Sơ mi vàng nghệ nè. Ở ngoài màu nó đẹp lắm. Rồi bán luôn 80 ngàn. Còn hai áo bán luôn đi. Còn hai áo bán luôn đi mấy má. Rồi chị nào dưới 70kg sale nè. Chị nào dưới 70kg sale. Sale xếp caro dưới 70kg. Xếp caro sale dưới 70kg nha. Bán cho mấy chị 170 ngàn. 170 ngàn xếp caro dưới 70kg. Chế nào chốt dưới 70kg chốt lên giùm em dưới 70kg nha. Áo vàng của Lút Ngọc Nguyễn. Thấy chị Lút Ngọc Nguyễn trên màn hình không? Rồi 80 ngàn của Lút Ngọc Nguyễn. Em được tặng một chàng trai riêng không? Em xin chồng mua nốt 10 triệu. Quỷ ma. Thiệt có lộn nguyên cái bản chất luôn. Thứ quỷ gì đâu á trời.
quỷ ma à, xin mua 10 triệu liền à, được hai chàng trai à, nó quằn một tối sáng mai lè lưỡi thở như chó. Tôi nói đi chàng hãng đéo biết nguyên nhân luôn à. Inbox đi chị ơi, áo hồng của Đặng Kim Hồng, Đặng Kim Bảo lộn, tết này dưới 70 kg nha. Tép lại. Ơ à, thiệt yêu nguyệt, thiệt chứ, yêu nguyệt chị thật là yêu nguyệt quá đi. Em nói chị thiệt là yêu nguyệt quá đi nha. Bữa em à, rồi bây giờ chị nào muốn sell set đúng không? Cái set này á, em mua 5 triệu được chàng trai không? Được đấy. Bà trai ở nhà trai tơ rồi, bà cũng ham hú dễ sợ. Bà giống quỷ Việt Nam ấy chị ơi. Bây giờ em sẽ sell một cái set cho mấy chị là, thôi khỏi đi. Nè, một cái bao để nhà dưới, một bao để nhà dưới. Hả? Một nhà dưới đi. Một để xuống chỗ đồng đi. Ờ, đứt dây nấn liền rồi, đúng rồi chị. Ông chồng em không có nhà, chồng có nhà chứ nãy giờ ông dẹp. Ông dẹp cái mỏ trước. Có xào hai xài heo phải không? Tôi biết luôn, khỏi còn nói. Chị ơi, cái đầm này 500. Bây giờ hôm nay em xem cho mấy chị cùng 380. Đẹp không mấy chị? Ồ, đầm này mấy chị không lấy em biết chừng nào lấy nữa. Dưới 80 kg. Đẹp không mấy chị? Hơi bị xuất sắc luôn. Đầm bi 380. Đầm bi 380 mấy má ơi. Lẹ lẹ đi mấy má ơi. Lẹ lẹ lên nè, lẹ lẹ lên. Quẹo lửa lẹ lẹ lên. Nè bà nào hỏi xếp có xếp 70 tới 80 kg. Cái xếp này là coi như là hàng độc nè. Nè mấy chị, xếp này bữa giờ không có còn cái size này đâu nha. Mấy chị coi giùm em cái áo nè. Cái tà bên này dài đúng không? Đầm bi của Trần Như Lan 380. Bà ơi coi nè. Đấy, Như Lan Trần. Xếp này xe cho mấy chị còn 170. Xếp này 280 xe còn 170. 70 tới 80 kg. Chị nào chốt xếp này chốt lên giùm em 70 tới 80 kg nha. 70 tới 80 kg mấy chị ơi. Ờ à, chưa hết hàng rồi nha. Còn quá trời luôn á. Còn cái bao tải này nữa nè. Chia tay với Yên con chặt luôn. Lên thì ông ngon. Bảy rồi. Bảy rồi nha chị nha. Bảy rồi nha Nguyễn Thị con kẹt nha. 170.000 của Lê Thị Hồng Ngoan nè. Xếp trắng này Văn Nguyễn mặc sẽ bị rộng. Văn Nguyễn chỉ mặc được xếp L thôi. Văn Nguyễn mà mặc xếp đó là rộng luôn. Rồi xếp thể thao 330. Xếp thể thao 330. Để coi được còn size nhiêu ký. Xếp thể thao 330. Còn size này là dưới 80-82 kg nè. Đẹp lắm mấy chị. Giờ sale cho mấy chị nhiêu? Còn 260. 260 xếp này nha. 260 xếp này dưới 82-83 kg. Xếp này vải cực kỳ đẹp rồi. Chị nào chốt xếp, chị nào chốt xếp 260 chốt lên giùm em xếp 260 nè. Xếp 260 nha mấy tình yêu ơi. Xếp 260. Ờ, ai chốt cái quần váy này quên mất mẹ. Bỏ giùm tao ngay cái bàn này. Chỗ cái bình nước, phía trong cái bình nước á. Xếp trắng khách lấy rồi. Gái ơi sao bên đây vô trẻ dữ vậy mày. Sao bên đây mày vô trẻ với Đỗ Quỳnh Như. Đầm giống em đang mặc nè. 420 sale còn 300 cho mấy chị. Ủa ngoại lộn, xin lỗi, áo 350 mấy chị ơi. Trời ơi đẹp không? Áo này mấy chị mặc đi tiệc là hơi bị sung sướng cuộc đời luôn á mấy chị. Áo này mấy chị đi tiệc là hơi bị sung sướng cuộc đời. Nguyễn Trang Trang không có dấu thấy không? Nguyễn Trang đi dính vô cách ra Trang thấy không? Đấy. Đưa chị kia nha. Không, cái áo này là cái áo mấy chị 70 tới 85 kg nha. Áo này 350 tôi còn cá sale cho mấy chị 300. Chị nào mà 90 kg cũng vừa áo đỏ này nha, rất là đẹp mấy chị, đẹp lắm. Áo đỏ này mấy chị mặc lên sang lắm, mặc cỡ nào cũng sang. 300 áo đỏ,
trăm áo đỏ nha. Em còn một cái quần legging khoảng cỡ dưới 67 nè, quần đây là quần, là quần legging jean nè. Quần này khoảng cỡ dưới 77, nói chung là dưới 70-73 ký. Rồi bán quần này cho mấy chị nhiêu hả? Rồi bán quần này cho mấy chị với giá 101.000 đi. Xe cho mấy chị còn 101.000, quần này dưới 73-74-75 ký nha. 101.000 quần này nha mấy chị nha. 101.000. Sao hả con? Sao hả? Đi không? Đi bắt hóa xanh không? Đi không? Đi cô Yên chở con đi. Đi chở con với Xu đi bắt hóa xanh nè, đi không? Nè đây lại. Hùi lắm mà hử luôn nè. Mấy cái này là chưa ấy thì dồn vô lại đây nha hả? Để kiếm một cái bao nguyên. Lấy phim của Nguyễn Thị Tùng. Nè, 101 của Nguyễn Thị Tùng. Coi đây. Nè, còn một cái áo veo. Áo này size dưới 90 ký. Áo này 250 không có sale mấy chị. Áo này 250 không có sale. Áo này từ 70-90 ký, 250 ngàn. Chị nào chốt áo này chốt lên giùm cho em ha. 250 ngàn áo này. Rồi chị nào chốt áo này chốt lên giùm cho em với nha mấy chị nha. Nhung Vũ inbox địa chỉ số điện thoại chưa? Khách lấy rồi. Em đâu thấy Nhung Vũ đâu. Nè em không thấy Nhung Vũ inbox địa chỉ số điện thoại nha Nhung Vũ. Nè 5 phút nữa em, 2 phút nữa em không có địa chỉ số điện thoại Nhung Vũ trong inbox là em xả nha. Ok chị. Giờ sao ta? Giờ mấy chị muốn like tiếp hay nghỉ tối gặp nè. Rồi để nè lấy cái móc treo này lên nè. Có móc ngoài đó không? Treo mấy cái đó không lên nó lỏng nó luộm á. Tôi đi kiếm đồ. Gì? Quần váy không có vừa. Em có cái túi mà hổm giờ nó bị trôi xong lẹp chợ nè mấy chị. Hổm giờ trôi xong lẹp chợ cái túi này nè. Đây. Cái túi mà em đi đâu em cũng xách đó mấy chị. Đi đâu em cũng xách đồ, nhất là em đi xe. Đây nha mấy chị nha. Rồi. Còn cái túi này nè mấy chị. Em bán tri ân cho khách hàng 170 ngàn. Túi này không có giá đó nha. Túi này ít nhất phải là 300 mấy 400. Bỏ vô lại đi. Comment giùm em túi Chanel 170 cho những chị có chia sẻ live stream. Áo veo của Yên Tăng, đò cá mới treo rồi, 250 của Yên Tăng. Em còn một cái áo từ 80-100 ký nè, áo đá, áo này 250 nha. Túi của ai? Áo bao nhiêu chị? Túi của Hero Phạm, áo 250 của Yên Tăng ca dấu. Túi của Hero Phạm, túi này mấy chị sách thích lắm, em có một cái. Đi đâu về quê là em hay sách, em để bình nước nè. Em để tùm lum thứ hết trơn á, 170 ngàn. Ta bán cho mấy chị cuối năm cho hết á. Túi này của Aero Phạm, mày thấy chữ Aero Phạm không? Áo ghi ở ngoài cái bịch luôn. Áo này 80-100 ký. Áo này 250 giờ bán cho mấy chị với giá 200 nè. 200 áo này mặc nipple quần đùi giấu quần được lắm. À, rồi 200 ngàn áo đá. Hoặc là áo màu nâu. Comment cho em áo 200 màu nâu. Ngày hôm qua về đồ chưa lên luôn. Đầm này chưa lên luôn, thiệt luôn. Bữa giờ chưa lên đầm này, bây giờ áo sơ mi mấy chị nè. Hero Phạm 170. Áo nâu của Trang Mai nè.
áo nâu của chị Trang Mai là xin bài bỏ vô Trang Mai không có nhau. Rồi bây giờ em lên sơ mi cho mấy chị. Thôi giờ bán sơ mi cho mấy chị 150 luôn đi. Khỏi bán 180, 190 gì hết nha mấy chị nha. Khỏi bán 180, 190 nè. Lên sơ mi cho mấy chị 150. Dưới 72, dưới 82 và dưới 92 và dưới 102 tí. Trang Mai 200. Rồi lên nha mấy chị nha, lên. Áo sơ mi Fendi rất là đẹp nha. Áo này cực kỳ đẹp, em có size dưới 72, dưới 82, dưới 92 và dưới 100 kg. Chị nào chốt sơ mi chốt lên giùm em. Sơ mi nha, có size dưới 100 kg nữa. Rồi chị nào chốt sơ mi chốt lên giùm em với. Ha, à, chốt lên giùm em sơ mi nè. Chốt lên giùm em sơ mi nha mấy chị nha. Sơ mi, sơ mi, sơ mi. Sơ mi. Chị nào chốt sơ mi 150 chốt lên em. Em có tổng cộng. Em có tổng cộng 4 cái sơ mi Gucci size dưới 70 kg. Phương Nguyễn, quần 100 kg. Gì vậy mẹ? Nãy giờ tôi lên quần 100 kg hồi nào vậy Phương? Chị ơi. Chị ơi, đi a chị kìa, tụt xuống đi chị. Gì vậy mẹ? Nói cái gì vậy? Trần Trinh sơ mi, Trần Trinh sơ mi 150. Ghi Trần Trinh sơ mi 150 đi. Anh mình Lê XL. Sơ mi này đẹp lắm. Em bán cho mấy chị cho bớt hàng để về để dập hàng Tết á. Chứ không phải là, không phải là muốn bán cho mấy chị nhiều bán đâu. Thanh Bình Lê nè, 150.000 của Thanh Bình Lê nè. Sơ mi của Aero Phạm nè. Nè ghi giữa Aero Phạm nè, em thấy không? Aero Phạm dưới 82 kg nè. Sơ mi Fendi của Hòn Võ dưới 82 kg nè. Sơ mi của Hòn Võ nè, 150 của Hòn Võ nè. Sơ mi của Trần Liễu 82 kg nè. Trần Liễu nè, Hình Viên dưới 82 kg nè. Đồ lộ siêu kìa. Nguyên Hà 70 kg nè. Trăm rưỡi nè, trăm rưỡi của Nguyên Hà. Ngọc Trinh đây nè, mày thấy chữ Ngọc Trinh không? Thấy không? Ngọc Trinh, Ngọc Trinh 150.000 nè. Hương Lê dưới 92 kg, con gì Hương Lê? Hương Lê nè, 150.000 của Hương Lê nè. Nở dâu tay nè, nở dâu tay nè, 150.000 của nở dâu tay nè. Hồng Tươi Nguyễn nè, Hồng Tươi Nguyễn nè, cái chữ Hồng Tươi Nguyễn 150 đi. Nguyễn Văn, Nguyễn Văn inbox địa chỉ số điện thoại nha Nguyễn Văn ơi. Nguyễn Văn để sau lưng nha. Dưới 92 kg phong chị và chị Văn. 150 của Nguyễn Văn nè. 150 của Nguyễn Văn nè. Ở lộn, Nguyễn Văn nè. Còn cái này là của chị Huỳnh, Huỳnh Văn nè. Huỳnh Văn 150.000 nè. Huỳnh Văn 150.000. Chị Huê Lư nè. Mẹ coi em đi mẹ. Kêu em vô đây cho bánh ăn đi. Huê Lư 150.000 nè. 82 kg của tụi còn không nha. Hình như hết 82 kg rồi mấy chị ơi. Thành Viên ơi hết rồi. Còn dưới 92, dưới sơ mi Trần Liễu dưới nhiêu ký? Anh Đế có, Ngọc Trinh anh Đế có rồi nha. Chị phải inbox cho em chứ không phải là chị cho trên live stream. Chị cho trên live stream em không có chốt đâu. Mày coi tụi nó xách cái áo nào vậy. Đúng rồi, Gucci này chỉ có sơ mi dưới 72 kg thôi. Em mới nhận hàng nha làm đẹp, cảm ơn gái. Gucci sơ mi 70 kg, ok. Hồng Tươi Nguyễn nè, vải này đẹp lắm mấy chị. Hồng Tươi Nguyên nè, vô lấy bánh cho nó ăn đi. 150 của Hồng Tươi Nguyên nè. Chị vô tin nhắn chứ chị cho trên live không nhận đơn. Dạ đúng rồi chị Bích Tiền Nguyễn. Sơ mi 92 kg gửi chung luôn nha. Ồ, bà Nhung Vũ này bà không có rành. Không kệ bà chốt đi, mai tôi xử lý xong. Chốt cho Nhung Vũ đi.
bỏ cái đó ra kia đi. Rồi viên chữ nhung vũ con có giáo 150 nè. Sơ mi bên đây cho chị có rồi nè. Chị Nguyễn Văn chút nữa vô chị thả. Chị thả cái ngón tay lên giùm em nha. Tại vì tóc 3-4 đít Nguyễn Văn là em sợ bị lộn bill chị thôi nha chị Văn nha. Học chị Văn cho em cái tỉnh đi. Nè em có tổng cộng 3 cái gu xì dưới 72 kg nè. 150. 3 cái gu xì. Ôi cái vải này đẹp quá mấy chị. Nè mấy chị ơi, nhưng mà chị có size dưới 72 kg thôi. Đây nha. Chị nào chốt sơ mi gu xì này dưới 72 kg chốt giùm em 150. 150 nha mấy chị yêu ơi. Rồi hết sạch luôn nè. Hết sạch. Hết sạch nha. Dạ chị Vân đừng buồn nghe Vân ơi. Con trai em lên cái tỉnh cũng được. Lấy gu xì của Nguyên Hà nè. Nè chị ghi chữ Nguyên Hà. Chữ Nguyên Hà có gió bình thường. Rồi còn 2 cái mấy chị ơi. Còn 2 cái gu xì dưới 72 kg nha. Rồi chốt cho em qua mẫu nè. Bây giờ lên đầm 250 cho mấy chị. À Lâm Đồng, dạ ok chị Vân nè. Chị Vân đừng có buồn nha. Tại vì nhiều cái nick Nguyễn Vân quá. Đó thấy Vân Nguyễn nữa không? Vân Nguyễn thành phố nè. Cái này Lâm Đồng nè. Lâm Đồng nè. Gu xì này Vân Nguyễn thành phố nè. Trăm rưỡi của Vân Nguyễn thành phố. Còn một cái nha. Còn một cái duy nhất xíu cái này lại hại. Rồi bây giờ em lên đầm 250. Ủa đầm này dễ thương lắm. Em lên đầm 250 cho các tình yêu. Đây. Ôi mấy chị coi giùm em cái đầm nè. Dễ thương nha, là thúng lạnh nha. Vải cực kỳ co giãn. Ở dưới có hạ eo nè mấy chị thấy không. Rồi 250 đầm này có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100. Ủa sao mi dưới 100kg sao mấy chị không chốt mấy chị. Rồi đầm này có tổng cộng. Không được phát Nguyên vô đây ngồi Nguyên này vô đây. Đầm thúng này em có tổng cộng 3 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chị nào chốt đầm này thì chốt lên giùm cho em ha. Rồi đầm này không chốt nữa. Nè Hải. Đầm này không ai, bỏ cái này vô. Rồi đầm này không chốt em lại em tắt cho kia nè. Em thấy còn 3 cái bộ kem không? Hay dùng cái cây live stream nhìn thẳng vô. Còn 3 bộ kem em quất 3 bộ đó xuống đây. Còn cái đầm này em sắp lên đó cho chị. Sắp bớt ở trên cái phòng giờ không có chỗ ngồi à. Còn riêng giờ lên không nổi nữa đâu chị. Cái đó là cái gì cũng biết nữa. Coi này. Rồi bán luôn đầm này sale luôn cho mấy chị 120 luôn đi. Còn má lỗ nhiều lắm luôn á. Dưới 90kg nè. Đầm này bây giờ còn size dưới 70kg, dưới 90kg. Rồi đầm này bây giờ hết size dưới 80kg nha. Lấy cái đầm 250 size XL Thanh Bình Lê. Đầm mà con em đang sắp á. Cái đầm này em lỗ nhiều lắm mấy chị. Thật sự luôn. Cái đầm này giả biết nhưng mà giờ bán cho mấy chị 120 là lỗ cực kỳ. Mấy chị coi giùm em nè. Nè em mở ra cho mấy chị coi nè. Vải cực kỳ đẹp luôn ha. Vải rất là đẹp nha. Đây. Cái tà dưới nó dài hơn cái tà trên nè. Rồi đầm này bây giờ còn một cái size dưới 70kg. 3 cái size dưới 90kg. Và một cái size dưới 100kg. Thanh Bình Lê đầm thun tắm. Để lấy hai cái. Tại vì Nhung Vũ không biết inbox cho chị á. Nhung Vũ. Lấy em đây. Lấy hai cái này đầm ghi cho. Rồi thêm cái nữa Thanh Bình Lê. Thanh Bình Lê 250 nè. Cái đầm này đẹp lắm chị Thanh Bình Lê. Đầm này vải đẹp lắm. Like mà chưa kịp đem xuống. 250 của Thanh Bình Lê nè. Rồi Võ Ngọc Thu inbox địa chỉ số điện thoại nha. Dưới 70kg của Bích Tuyền Nguyễn. Đầm nào ở Bích Tuyền Nguyễn mà đầm kem hả? Không phải đầm đó đâu. Võ Ngọc Thu inbox địa chỉ số điện thoại nha. Võ Ngọc Thu ơi. Võ Ngọc Thu 250 nè. Rồi để view Võ Ngọc Thu đây nha. Inbox địa chỉ số điện thoại đây. Bích Tuyền Nguyễn 120 nè. Đầm kem 120 của Bích Tuyền Nguyễn không có dấu. Đầm trăm dưới là Trần Thanh Quyên 90kg nè. Trần Thanh Quyên 120. Bán cho nó hết hàng nha mấy chị. Bán cho nó hết hàng chứ không phải giặt dẹo gì đâu nha mấy chị nha. 120.000 của Trần Thanh Quyên nè. Rồi ai nữa giá bao nhiêu 120 dưới 100kg của Ngọc Trinh Anh đấy. Của Ngọc Trinh nói nãy giờ chị bán đồ cho em thì chưa biết em chiều cao con nặng nhiêu luôn á Ngọc Trinh. Cho chị em chiều cao con nặng cái sao tôi thấy mày lấy tùm lum sai hết vậy. Lấy tùm lum sai là muốn xỉu á nha. Ari 120.000 kem của Bích Tuyền Nguyễn phải không? Cô thay cái bịch tôi gây tên lại. Dưới 90kg có rồi.
thêm nha. Ok, đám bé của Nguyễn Minh cho kiểu này không dám chốt đâu. Bây giờ chỉ còn hai cái Tú Lê này, đâu có nhớ Tú Lê nào đâu mà hỏi vừa không. Bây giờ chỉ còn hai cái size 80-90kg đặt kem Thảo Diệp nè. Rồi Thảo Diệp inbox chị em địa chỉ kèm số điện thoại. Thảo Diệp ơi, Thảo Diệp inbox địa chỉ số điện thoại nha. Thảo Diệp ơi, Thảo Diệp 120 nè. À vậy mày lấy cái đó cũng được. Đâm kem 70kg hết rồi Nguyễn Minh ơi. Cái Ngọc Trinh này thay hả? Thay như thế hả? Ờ thay cái bịch đi. Rồi kiểm tra địa chỉ số điện thoại của cái chị gì Nguyễn Ngọc. Rồi Nhung Vũ có rồi nè. Rồi hên Nhung Vũ inbox địa chỉ số điện thoại đi Nhung Vũ ơi. Bây giờ mới có nè. Ngọc Thu ơi, hết rồi liếm đổ. Chị Võ Ngọc Thu inbox cho em địa chỉ số điện thoại chị Võ Ngọc Thu. Còn đúng một cái size 80-90kg vô cái bao đồ lộn xộn đi. Vô bao đồ lộn xộn đây. Em còn một cái dâm 70-85kg. Nè em còn cái dâm 70-85kg 200.000. Ôi nó bằng thun lạnh đẹp lắm nha. Khi mấy chị mặc lên, mấy chị căng cái này ra à, nè lấy cái bịch kia kìa. Đấy nha, bịch trắng ghi vô bao hàng lộn xộn ha. Hả? Nhưng mà có rớt không? Không rớt. Em còn một cái dung 70-80. Chị ơi 80-82kg cho nó đẹp nha. Rồi bán 200 cái dung này, 200 cái dung này. Rồi chị nào chốt dung này 200 chốt lên giùm em dung 200. Võ Ngọc Thu. Thảo Diệp có rồi. Ta bị rối loạn luôn mà Tú Lê thiệt luôn á. Cái đồng kem 80-90kg nào không hết ra đó thì hãy nghỉ đi. Báo like tiếp mệt quá mệt rồi. Bây giờ mà ra hàng nữa xỉu luôn á. Ối khỏi like luôn á. Rồi vậy đi mấy chị. Nè cái bà bảo Ngọc Thu gì sắp lên lại kia đi. Bảo mấy chút địa chỉ xuống rồi. Rồi hẹn mấy chị tối nay gặp lại nha. Tối nay tặng cho mấy chị gì ta. Tối nay tặng 5 tiếp sữa rửa mặt Hàn Quốc 330.000. Việt Nam nói là làm nha mấy chị nha. Rồi vậy đi.